Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn năng lượng không nhá. Đèn năng lượng thì các bác lên cho em là đèn này, đó là đèn năng lượng 3 cánh, đèn năng lượng 3 cánh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Ở đây nó sẽ là một con đèn 3 cánh như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn 3 cánh, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Đó. Đèn 3 cánh này. Giá của nó sẽ là 180k, 180.000 cho một con đèn 3 cánh như này. Con này thì nó là sẽ là thuộc dạng đèn năng lượng nhá. Đó. Con này thì có thể là nó hết pin mất rồi. À đây. Đó đây. Nó sẽ là 3 cánh như này. Có thể xoay đảo được nhá. Con này thì nó rất là sáng luôn các bạn. Có thể xoay đảo như này, rất là tiện dụng các bạn này. Và con này thì nó sẽ có tới 3 mắt, 3 bộ phận LED liền cho nên nó rất là sáng này. Đấy, có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy. Nó cũng có điều khiển cho các bác luôn nhá, có điều khiển luôn này. Đấy. Tắt đi này, bật lên này. Đấy, sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Rất là sáng luôn các bạn. Con này sáng lắm, sáng trắng luôn các bạn này. Và có thể xoay như này, các bác có thể dùng để khi mình mất điện thì mình ăn cơm, ăn nước hoặc là sử dụng các công việc đều rất là tiện luôn. Đấy. Một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có cho bác là 180.000 thôi. Pin của nó là pin dài nhá, pin dây dài từ 3 đến 5 mét này. Về nhà các bác chỉ cần cắm kết nối pin vào đây cho em. Đó, cắm kết nối pin vào đây cho em là ok này. Đấy là mình sử dụng thôi. Đó, nó rất là tiện luôn. Đây. Bật lên các bác này. Đó, tắt đi này. Bật lên này, rất là ngon luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý nhá. Sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này. Có cả chế độ cảm biến luôn nhá. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt nhá. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con đèn năng lượng 3 cánh như này. Có ốc yếc đầy đủ, có các cái bộ phận để các bác kết nối với dây rồi điều khiển yếc đầy đủ hết cho các bác luôn. Và giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100 một con đèn năng lượng 3 cánh như này chỉ có cho các bác là 180.000 thôi, 180k. Lên cho em là đèn 3 cánh nhá, đèn 3 cánh giá sẽ là 180.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhá. Các bác lên cho em là ủng đi mưa. Đó. Con này thì nó rất là tiện để cho các bác dùng để mình đi trời mưa này. Đấy, rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là một con ủng như này. Đó, một con ủng như này. Các bác xỏ vào cho em thì cái khổ chân này của nó rất là to cho nên là các bác có thể dùng được hết đi qua cái một cái đôi giày to của các bác cũng được. Các bác đã đi giày rồi sau đó thì các bác vẫn xỏ ủng vào để khi ví dụ như là đến gặp cái chỗ nào lầy lội bẩn hoặc là ướt át thì các bác xỏ vào cho em. Đấy, sau đó về mình chỉ việc tráng đi là xong. Thì ví dụ như trời mưa các bác đi cái này vào cho em cũng rất là tốt. Thì hoặc là đường lầy lội bẩn thỉu là các bác xỏ hết cái ủng đi mưa này vào cho em. Thì nó sẽ bảo vệ cho cái đôi giày, đôi dép của các bác sạch sẽ và về nó đỡ phải mất công vệ sinh, đỡ mất công giặt. Giày dép mà các bác giặt nhiều thì nó hỏng, nó mục, nhưng mà cái này thì mình dùng là ok. Lên mã giúp cho em là ủng đi mưa nhé. Giá thì chỉ có 100.000 cho một cái ủng đi mưa này thôi. Lên cho em là ủng đi mưa này. Ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100k nhé. 100k cho một chiếc ủng đi mưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bạn này, đấy, ví dụ như trời mưa các bác có thể xỏ vào này xem. Kéo quay lên này, cài khuy vào, cài dây vào. Dùng trời mưa thoải mái luôn. Đấy, giày dép lúc nào cũng khô bong, rất là đẹp này. Rất là tiện luôn nha. Khô cong luôn, rất là tiện. Lên trên ủng đi mưa giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác thêm một cái mẫu bình trà. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình trà vàng nhé. Bình trà vàng. Bình trà vàng 2 lạng. Đấy, bên shop bán có cả màu đồng, có cả màu vàng như này. Con này của nó sẽ là hàng mạ vàng 18 carat, siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em là bình trà vàng nhé. Đấy, bên shop thì đang bán cho các bác với giá đó là 240.000. Lên cho em là bình trà vàng nhé. Đó. Bình trà vàng 2 lạng này. Bình trà vàng 2 lạng. Đấy, 2 lạng. Giá sẽ là 240k nhé. 240.000 cho một con bình trà vàng 2 lạng như này. Rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp cho các bác nhé. Đó. Con này thì các bác đựng được 2 lạng chè màu vàng. Đấy, rất đẹp luôn. Chất liệu của nó là hợp kim, mạ vàng 18 carat, siêu đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 240.000. 240.000 cho một con bình chè vàng 2 lạng như này. Lên cho em là bình chè vàng 2 lạng, giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một bình chè vàng 2 lạng như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá cũng rất là tốt nhá, rất là đẹp này. Hoa văn của nó là dòng hoa hồng rất là đẹp như này. Hoa văn hoa hồng rất là đẹp luôn.
Và cái giá thì bên shop cũng đang ưu ái gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bình chè vàng 2 lạng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 240.000 nhá. 240.000 cho một con bình chè vàng 2 lạng như này. Hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn, màu sắc đẹp nhá. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọc rác Thiên Nga nhá. Con này thì bên shop bán cũng rất là nhiều rồi. Thứ nhất là cái giá của nó rất là hợp lý, chỉ có 25k thôi. Lên cho em là lọc rác Thiên Nga này, lọc rác Thiên Nga nhá. Lọc rác Thiên Nga này, giá thì sẽ là 25k cho một con lọc rác Thiên Nga như này. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này nhá. Đó. Và con này thì ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác cứ quặc vào cái chậu rửa nhà mình, cái đầu vòi chậu rửa nhà mình, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đồ ăn thực phẩm thức ăn thừa các bác đổ hết vào đây, sau đó thì mình vỗ ngay nó vào thùng rác rất là tiện. Đó, và cái giá cũng rất là hợp lý, nó bằng nhựa dùng bền đẹp chắc chắn nhá. Lọc rác Thiên Nga. Dùng bền đẹp chắc chắn thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ đồ ăn thực phẩm. Đấy. Đồ ăn thực phẩm thừa mà các bác dùng không để ý là đổ vào cái vòi chậu rửa bé cái thì các bác lại phải đi lọc mất công. Đấy, mất công moi móc. Đây cái này các bác đổ vào đây xong vỗ đi cho em là xong. Rất tiện nhá. Bình thường thì các bác dùng để mình đựng. Đấy, đổ vào đây thì không hết nhá. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Lọc rác Thiên Nga giá chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Đấy, 25.000 bằng nhựa nhá, bằng nhựa rất là dày dẫn và chắc chắn nhá. Bằng nhựa lọc rác Thiên Nga. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8 này. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ như này. Có kèm cho các bác là dây này, cáp sạc đầy đủ cho bác luôn nhá, dây đốc sạc đầy đủ cho bác luôn. Và giá thì chỉ có 170.000 thôi. Đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Tất chất liệu của nó là bằng hợp kim hết nhá, mặt miếc đều bằng hợp kim hết, rất là đẹp luôn. Về nhà thì các bác bật nguồn lên cho em. Đó. Con này thì 100% gần như là khi bên em gửi đến tay các bác thì nó hết pin nhá. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Con này thì nó rất nhiều chức năng, trong đó có chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi đo bước đi, bước chạy, nói chung là đo các kiểu con là điều luôn. Để các bác theo dõi sức khỏe rất là tốt nhá. Đấy. Con này thì nó đang hết pin mất rồi. Đó, bên shop về thì nó sẽ có màu xanh và màu gì nhỉ? Có màu xanh nhá. Đấy, về có màu xanh như này rất là đẹp này. Về nhà các bác chỉ cần lắp cho em hai cái quai này vào là xong, là mình sử dụng thôi. Đây nó sẽ có hai cái quai này, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, đẩy quai này vào đây cho em. Đó, sau đó thì mình sử dụng nó rất là tiện. Lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, rất là hiện đại nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác đồng hồ điện tử này, đồng hồ điện tử này. T8 nhá, giá của nó sẽ là 170k nhá, 170.000 cho con đồng hồ điện tử T8 như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái vòi bạc nhá. Lên cho em là vòi bạc. Con này thì các bác dùng nó rất là đa di năng luôn. Có kèm rong rồi cà lê cà liếc cho các bác đàng hoàng. Về nhà các bác chỉ việc xoáy vào cái đầu chậu rửa cho em là xong. Đấy, xoáy vào cái đầu chậu rửa nhá. Con này thì nó sẽ xoay 360 độ đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Xoáy kết nối cho em vào cái vòi chậu rửa là xong. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em là vòi bạc nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc như này. Đấy. Lên cho em là vòi bạc này. Vòi bạc này. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một con vòi bạc như này. Đây em sẽ có cái video trực tiếp cho bác xem luôn. Nha, nó sẽ là một con vòi như này, rất là tiện dụng các bác này, rất là tiện dụng, các bác chỉ cần là lắp vào cho em là xong. Đó thì mình có thể xoay để đảo các chế độ nước này, xoay 360 độ nhá, để các bác có thể rửa mặt này. Đấy, rửa mặt rồi gội đầu này. Đấy, rồi cho nước vào chậu này, rất là tiện luôn. Một con vòi đa di năng luôn. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, bằng thép không gỉ, dày dẫn chắc chắn và dùng để kết nối rất là ngon, có thể điều chỉnh các dòng tia nước khác nhau. Đấy, xoay 360 độ đánh răng rửa mặt rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k. Lên cho em là vòi bạc nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là chốt cổng nhé. Đây nó sẽ là một con chốt cổng rất là hiện đại như này. Con này thì nó sẽ là hàng rất là thông minh, các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong thôi. Nó rất là thông minh các bác nhé. Đấy, rất là thông minh luôn. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng nhé. Giá của nó sẽ là 45.000, 45k cho một con chốt cổng như này. Siêu tiện dụng luôn. Các bác chỉ cần là đẩy cổng vào là nó sẽ tự sập vào cho các bác luôn. Rất tiện dụng nhá. Đấy, đây. Các bác chỉ cần là, ví dụ như đây là cái cánh cổng nha các bác này. Đấy. Thì khi mình mở thì mình đẩy ra như này để nó mở ra này. Đấy, đẩy này mở ra. Còn khi bình thường sập vào thì các bác chỉ cần để này là đẩy cửa vào là nó sẽ sập vào. Về nhà thì các bác có thể là bắt ốc vít này. Hoặc là về nhà mình không bắt ốc vít thì mình có thể hàn xì trực tiếp vào cũng được. Hàn xì trực tiếp vào cho em. Đó.
tốt nhất là các bác cứ hàn trực tiếp vào cho nó chắc chắn, còn không thì mình bắt ốc vít cũng được. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng nhá. Chốt cổng giá sẽ là 45.000. Đó. Lên cho em là chốt cổng này, đó. Chốt cổng giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho cái chốt cổng như này. Các bác lên cho em là chốt cổng giá sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một cái chốt cổng như này. Đó, 45.000 các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop có về cho bác một cái dòng sản phẩm nữa. Đó là cái này, nó sẽ là cái chốt cửa. Chốt cửa thì nó sẽ nhỏ hơn một chút nhá. Thì các bác có thể dùng để mình chốt cửa chuồng chó, chuồng mèo này. Đấy, hoặc các vị trí khác. Đây thì em sẽ lên cái video chốt cổng trước này. Các bạn này, đây là cái chốt cổng của nhà em này. Đấy, cái chốt cổng em vừa quay đây. Đấy, các bác chỉ cần là sập cái là nó vào luôn này. Đấy, rất đơn giản thôi. Tự động các bác chỉ cần sập cái là nó vào. Đấy, các bác thấy không? Đây, sập phát là nó vào luôn. Đó, rất là tiện dụng các bác nhá. Đấy. Tháo ra thì mình mở ra như này. Còn cho vào thì mình chỉ cần là đẩy phát là nó sập vào luôn, rất tiện luôn đấy nhá. Đấy, đấy là con chốt cổng này. Có lấy khóa luôn, các bác chỉ cần khóa vào cho em là xong. Đấy, khóa vào là chết luôn. Rất là tiện này. Đó, cái này thì nó sẽ là chốt cổng nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Chốt cổng thì nó sẽ to hơn, là sẽ là 45.000. Còn đây thì nó sẽ là một cái dòng chốt cửa này. Chốt cửa thì nó sẽ cũng là bằng thép này. Có sẵn ốc vít cho bác luôn. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cho em như này xong này. Đấy, khi mở ra thì đẩy ra như này. Đẩy ra này sẽ mở ra này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy này, tay mình kéo ra nó sẽ mở ra. Rất là tiện luôn. Thì cái này các bác lên cho em là chốt cửa nhá. Chốt cửa giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, các bác lên cho em là chốt cửa nhá. Đó, lên cho em là chốt cửa. Chốt cửa giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con chốt cửa như này nhá. Chốt cửa 40.000. Các bạn này đấy, con này nó sẽ là chốt cửa nhá. Chốt cửa rất là tiện luôn. Đấy, các bác chỉ cần là bắt vít vào như này cho em này, sau đó thì mình sập vào thôi. Nó rất là tiện. Thì các loại cửa nhỏ thì cửa nhỏ thì mình dùng loại này, còn cổng thì mình dùng loại này to cho em. Đó thì em phân làm hai loại, một loại là cổng và một loại là cửa nhá. Thì các bác dùng đúng loại cho em hoặc lên đúng tên cho em. Cái nhỏ này thì nó sẽ là chốt cửa để các bác chốt những cái loại cửa nhỏ, chuồng chó, chuồng mèo, các cái loại cửa phòng ra vào cũng được. Rất là tiện. Đấy. Còn một loại nữa thì nó sẽ là một loại để các bác chốt cổng nhá. Chốt cổng là loại to. Chốt cổng là 45.000, còn chốt cửa là 40.000. Đó. Con to này thì lên cho em là chốt cổng này. Đấy, còn con bé này thì lên cho em là chốt cửa này. Đấy, nó sẽ có hai loại như vậy để cho các bác sử dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái phao nước nhá. Các bác lên cho em là phao nước thì con phao này nó rất là tiện. Có kèm cho các bác là một cái cuộn băng keo như này. Và nó cứ nước nó lên trên, nước nó lên trên cái phao này 1 cm. Đây, lên trên cái phao này 1 cm là nó sẽ tự ngắt. Thì các bác kết nối cái đầu này vào nguồn nước, nguồn cấp nước cho em. Còn cái này thì các bác xả này, cái đầu này nó sẽ là xả ra này. Đó. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá rất là rẻ các bạn, chỉ có 70.000 trong con phao nước này thôi. Hàng này thì bền đẹp và chắc chắn nhá. Các bác bỏ những cái phao cổ truyền đi. Cái phao cơ mà bằng cái quả bầu đi dùng nó không tiện đâu. Lên cho em là phao nước nhá. Đó, phao nước giá của nó. Hả? Đơn gì? Đơn đóng ở đây. Phao nước giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con phao nước như này. Đó. Thì nước nó ngập lên 1 cm thì nó sẽ tự tắt các bác nhá. Đây các bác này, các bác chỉ cần xoáy cái phao này vào cho em này. Đấy. Thì khi mà nó chảy ngập 1 cm nó sẽ tự ngắt, sau đó thì nó sẽ ngập 1 cm thì ngắt. Khi các bác múc đi thì nó sẽ chảy tiếp, nó rất là tiện. Và sử dụng nó tiện dụng lắm, nó không bị tràn nước nhá. Đó, các bác cứ thế là mình xả thôi. Đó. Cứ thế là mình làm thôi. Rất là tiện dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho cái phao nước như này nhá. Lên trên là phao nước giá sẽ là 70k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái hút rửa bát nhá. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Các bác lên cho em là hút nước rửa bát. Đây các bác về thì nó rất đơn giản, có một cái đầu vòi để các bác ấn như này là nước rửa bát nó sẽ ra này. Và cái hệ thống dây này. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái hút rửa bát như này, giá của nó chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 70.000 thôi. Đấy, lên cho em là hút rửa bát giá sẽ là 70k, bao gồm là một đầu vòi hút và hệ thống dây dẫn nhá. Đấy. Đây, cái nguyên lý hoạt động của nó thì rất là đơn giản, nó giống như cái vòi của các cái loại vòi nước bình thường thôi. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em theo dẫn về nguồn nước là xong. Lên cho em là hút rửa bát nhá. Hút nước rửa bát này. Hút nước rửa bát giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k nhá. 70.000 cho một cái bộ hút nước rửa bát như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem.
Đấy, các bác chỉ cần cho cái can xuống dưới này, sau đó thì mình đưa cái vòi lên trên, thế là sử dụng thôi. Nhà nào thì cũng có cái lỗ này. Đấy, lắp vào nó rất là đơn giản này. Giá thì rất hợp lý nha, lên cho em là hút rửa bát. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho cái bộ hút rửa bát này thôi. Rồi, ok. Nướng là 450 ạ. Bếp nướng nào? Bếp nướng. Hello, chào các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một bịch găng tay thức ăn như này. Đó. Lên mã giúp cho em là găng tay thức ăn này. Găng tay thức ăn. Giá của nó sẽ là 25k cho một bịch bao gồm 100 cái nhá. 100 cái luôn, thoải mái cho các bác sử dụng. Một bịch 100 cái như này. Đây, về nhà thì các bác bóc cái đầu này ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình lấy ra thôi. Đây, nó sẽ có cho các bác là 100 chiếc luôn. Thoải mái các bác sử dụng nhá. Đây. Đấy, găng tay thì chất liệu của nó sẽ là bằng ni lông nguyên sinh nhá, siêu mềm, siêu dai cho bác luôn. Đấy, rất là mềm và dai thì các bác có thể dùng thoải mái luôn các bạn. Đó. Siêu mềm, siêu dai các bác nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 25.000 cho bịch 100 chiếc như này đây. Đấy, cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là nó là ni lông, nó gọi là cái chất liệu ni lông của nó là ni lông lụa nhá. Đấy, cho nên là nó khá là dai luôn. Đấy, tay các bác nếu mà tay hơi to thì mình sẽ đi vào thật là chậm rãi cho em. Đó. Đây, tay ví dụ như tay em là nó sẽ là hơi to một chút. Đấy, còn là nói chung là to như này thì mình đi thì nó sẽ lại rất là bám tay luôn, cho nên là các bác yên tâm. Đó. Nó bám tay thì mình dùng nó rất là thật các bạn. Lúc đi thì nó sẽ hơi khó đi một chút đây con này. Đấy. Thì các bác cứ đi từ từ là nó sẽ vào thôi. Đây. Đấy, rất là bám tay luôn các bác nhá. Khi bám tay như này thì các bác dùng nó rất là thích này. Đó, nó gần như là thật luôn. Cảm giác ta cầm nắm các thứ nó rất là thật các bác nhá. Thì các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm để làm thực phẩm, làm thức ăn, hoặc là các bác dùng để mình dọn dẹp vệ sinh cũng được. Nói chung là tất cả công việc đều được hết, tại vì nó sẽ giúp cho cái đôi tay của mình nó sạch sẽ, không bị bẩn các bác nhá. Lên cho em là găng tay thức ăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp. Đấy, 25.000 cho một hộp 100 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con cam mô hình nhá. Các bác lên cho em là cam mô hình. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là cam mô hình, giá của nó sẽ là 100k nhá. Cam mô hình. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con cam mô hình như này. Ở đây thì nó sẽ là một con cam như này. Đấy. Có đầy đủ cho các bác luôn, có bao gồm cho các bác là điều khiển này, điều khiển thì về nhà các bác rút cái cản pin ra cho em này. Đấy. Tiếp theo là ốc yếc rồi giá đỡ ra điếc đầy đủ luôn. Đấy. Thì con này nó rất là đơn giản thôi, các bác sử dụng thì chỉ cần bật này nó sẽ lên thôi. Đó. Con này nó sẽ là dòng cảm biến nhá. Đấy, bật lên này. Đấy, chế độ sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này các bác này. Sáng 1 của nó cũng khá là sáng luôn. Cái này thì các bác dùng ban đêm rất là ok để mình gọi là có công việc, hoặc là nói chung là gọi là khi mà ban đêm có người đi qua thì nó sẽ sáng nhá. Nó dùng là mắt cảm biến mà. Mắt cảm biến. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt các bạn. Đấy, nó rất là tiện như vậy. Đó, và cảm biến cũng rất là sáng luôn. Thì con này bên shop đang gửi cho bác một con cam mô hình như này. Đấy, đầy đủ các chi tiết, ốc, vít, các thứ đàng hoàng. Đấy. Đây, cho vào nó sẽ sáng các bạn. Tắt đi này. Đấy, tắt đi. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Đấy, và khi bắn lên thì nó sẽ như này các bạn này. Khi bắn lên nó sẽ như này các bạn này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để chiếu vào sáng ở nhà mình, rất là tiện ích. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn F. Các bác lên cho em là đèn F1 nhá. Con này thì các bác lên đã giúp cho em là đèn F1. Con này thì nó sẽ là thuộc dạng là đèn năng lượng mặt trời, pin dời. Pin của nó dây thì dài khoảng từ 3-5 mét nhá. Nó có một quả pin dời như này. Và nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này. Con đèn rất chất lượng như này con này. Rất là sáng luôn các bác nhá. Rất là sáng luôn. Đó, thì con này lưu ý, có những con thì cắm sạc và nó không lên, cho nên là khi mà các bác sử dụng thì các bác để ở cái vị trí thấp một chút, là khi mình dùng thì mình phải rút cái chân sạc này ra. Đấy, nó cũng hơi phức tạp một chút nhưng mà không có vấn đề gì. Đó. Nó sẽ có 3 chế độ nhá, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó. Giá thì nó sẽ con này thì nó cũng là dòng cảm biến nhá, dòng cảm biến. Và cũng có cho các bác là điều khiển đàng hoàng nhá. Có điều khiển đàng hoàng, điều khiển đai ốc vít viếc đàng hoàng. Giá thì con này cũng rất là sáng luôn. Ưu điểm của con này thì nó là pin dời cho nên là mình dùng nó rất là bền. Và thứ hai là khi mà các bác dùng thì nó khá là sáng nhá. Con này nó khá là sáng luôn. Và công năng sử dụng của nó thì khá là tối ưu. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là đèn F1 nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con đèn F1 như này. Đó. Lên mã giúp cho em là đèn F1, giá của nó sẽ là 130k nhá.
các bác lên lên đúng tên đúng sản phẩm kia, đấy, lên đúng tên đúng mã kia. Tại vì con đèn năng lượng này thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là đèn F1 với một mẫu là tên khác, với một mã là nó sẽ là một con kiểu khác nữa, cho nên các bác lên đúng tên cho em, nó có 2-3 kiểu lên cơ, cho nên là lên đúng tên cho em nhé. Con này thì các bác lên cho em là đèn F1 này, đèn F1 nhá, đèn F1 giá nó sẽ là 130k nhá, 130k cho con đèn F1 như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác khá là nhiều các cái mã sản phẩm tiếp theo. Thì tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái kéo tỉa các bác nhá, kéo tỉa. Con này là bao nhiêu đây? 20 à? Các bác lên cho em là kéo tỉa 20 nhá, giá bao nhiêu? Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa 20. Con này thì chiều dài của nó rất là vừa xinh, 20 cm, thì các bác có thể sử dụng ở lấy cho anh cả cái tỉa 25 ở đây. Đấy, đây thì con này các bác dùng để cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành rất là ngon luôn đây các bác này. Đấy, cắt tỉa cây, tỉa cành rất là ngon luôn. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000. 45.000 cho một con kéo tỉa 20 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop có một con tỉa 25 nhá, con tỉa 25. Đấy, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, đều là hàng nội địa của Nhật hết này. Đó, made in Japan các bác này. Con tỉa 25 này thì giá sẽ là 60.000, còn con tỉa 20 này thì giá của nó sẽ là 45.000 nhá, 45.000. Đó. Thì các bác lên cho em là tỉa 20 nhá. Đấy, lên cho em là tỉa 20 này. Con này thì các bác lên cho em là tỉa 20, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một con kéo tỉa 20 như này. Giá thì chỉ có 45k thôi. Con này thì dùng rất là ngon luôn, thép trắng không gỉ nhá. Lò xo lò xiếc của nó rất là ngon luôn, cán bằng nhựa nhá, cán bằng nhựa. Giá của nó sẽ là 45.000 cho con tỉa 20 như này nhá. Lên cho em là tỉa 20, giá sẽ là 45k. Tiếp theo thì bên shop có cái con này thì nó sẽ là tỉa 25. Cán kiếc của nó đều bằng thép hết nhá, đều bằng thép hết. Đấy, lên cho em là tỉa 25, giá sẽ là 60k. Đó, lên cho em là tỉa 25 này. Đấy, kéo tỉa 25, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một con kéo tỉa 25 như này. Giá sẽ là 60k nhá. Đó, một con kéo tỉa 25 như này. Giá sẽ là 60k. Con này thì nó sẽ dài 25 cm. Đấy, hàng made in Japan nhá. Hàng made in Japan này. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này cũng để cắt tỉa cây tỉa cành rất là ngon luôn, tỉa dăm tỉa riếc rất là tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi, 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình thể thao nhé. Các bác lên cho là bình thể thao, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhé, dung tích của nó là 1 lít. Con này thì cũng có lưới lọc, lưới nhựa đàng hoàng. Đấy, dung tích 1 lít nhé. Inox 316 con này. Đấy, inox 316, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, sáng bóng đẹp. Đấy, giữ nóng giữ lạnh cho các bác nhé. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, giòn giếc nắp niếc đàng hoàng, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Có quai đeo như này để các bác mang đi làm rất là tiện, đeo vào xe hoặc là đeo lên các cái vị trí nào mình mong muốn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là bình thể thao, giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con bình thể thao này thôi nhá. Chỉ có 80k thôi. Đấy, dung tích 1 lít. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao này. Bình thể thao này. Bình thể thao giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k trong bình thể thao, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Đấy, dung tích là 1 lít, 80k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, đèn đeo đầu cảm ứng đây. Đấy, lên cho em là đèn đeo đầu cảm ứng này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá. Đấy, kèm một cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, cái phần thân này của nó thì bằng hợp kim nhá, thân bằng hợp kim. Còn lại là cái phần pin này thì bằng nhựa nhá, nhưng mà cũng rất là chắc chắn luôn. Nó sẽ có cho các bác là mắt cảm biến nhá. Đây, rất là sáng luôn. Pha của nó thì rất là sáng các bác này. Đấy, pha rất là sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Có 3 chế độ như này các bác lựa chọn nhá. Và ưu điểm của con này nó sẽ có cảm biến này. Bật này. Đấy, tắt này. Bật này. Tắt này. Bật này. Tắt này. Bật này. Tắt, rất là thông minh luôn, chỉ cần gạt qua này nó sẽ bật tắt cho các bác nhá. Đó, rất là tiện. Và pha của nó cũng khá là giỏi luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi. Giá thì chỉ có 130.000 cho một con đèn wifi như này thôi. 130.000 thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi. Giá sẽ là 130k. Đó. Đèn wifi này. Đèn wifi giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Sản phẩm tiếp theo
Đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đồng hồ, à cái bật lửa rồng nhá. Các bác lên cho em là bật lửa rồng. Đó, bật lửa rồng thì bật lửa con này thì các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Bên shop lên nó là bật lửa ngọc. Và giá thì rất là hợp lý cho bác rồi. Một con bật lửa ngọc như này. Lấy cho anh ghi màu bạc tí Minh ơi. Các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy, màu vàng rất là đẹp như này. Đấy, con này thì về nhà các bác cho ấy vào cho em. Cho các bác cho cái xăng thơm vào cho em, cho xăng thơm hoặc xăng thường cũng được thôi. Nó có sẵn đá như này rồi. Về nhà các bác chỉ cần cho xăng vào xong. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Con này mà các bác để trên bàn uống nước này hoặc là mang đi làm đi chơi rất là đẳng cấp luôn nhá, rất đẳng cấp, có đính một viên ngọc màu đỏ như này. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy. Bật lửa ngọc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, anh lên xem cho em cái cánh tủ bếp cái chân. À, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Thì con này các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Nó có ngậm một viên ngọc như này, lên cho em là bật lửa ngọc, giá sẽ là 130.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc này. Bật lửa ngọc giá sẽ là 130.000. Đó, về nhà thì các bác tự cho dầu vào cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc này. Đó. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Về nhà các bác tự cho dầu vào nhá, tự cho xăng dầu vào cho em. Đó, tự cho xăng dầu vào. Giá sẽ là 130.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc, tự cho xăng dầu vào này, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bật lửa đồng hồ nhá. Đây. Thì con này nó sẽ là 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Con này thì các bác chỉ cần bật này là nó sẽ có đèn báo này. Còn về nhà các bác tự bơm ga nhá. Con này thì 100.000. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường đây. Đồng hồ đang chạy bình thường này. Đó, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Con này thì bắt buộc phải bơm ga nó mới chạy nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa đồng hồ. Bật lửa này. Đấy. Bật lửa đồng hồ. Về nhà các bác tự bơm ga nhá. Đấy, tự bơm ga. Tự bơm ga vào cho em nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Lên cho em là bật lửa đồng hồ 100.000, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Rất là đẹp các bác này. Đấy, hoa văn hoa lá cành rất tuyệt vời cho bác luôn. Và giá thì cũng rất hợp lý nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác cái dòng bật lửa, đó là cái con bật lửa la bàn nhá, bật lửa la bàn. Thì con này về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đây. Lên cho em là bật lửa la bàn này. Con này thì hàng rất khủng khiếp luôn. Đấy, bật lửa có cả la bàn cho các bác luôn. Có la bàn, có đồng hồ nhá. Nhưng mà con này thì em gọi tên nó là bật lửa la bàn cho nó dễ. Đấy, về nhà các bác bơm ga vào đít này cho em. Đây, bật ở đây nhá, bật ở đây. Đó, cũng bật có đèn báo như này. Có đèn báo như này nhá. Đấy, và về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Có màu đen xám và màu vàng gôn nhá. Màu đen xám, màu vàng gôn. Đó, có màu đen và màu vàng. Hôm nay là màu đen và màu vàng thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Lên cho em là bật lửa la bàn nhá, bật lửa la bàn có màu đen và màu vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho một con bật lửa la bàn như này. Đồng hồ cũng chạy bình thường không nhá, đồng hồ chạy bình thường hết này. Đồng hồ chạy bình thường hết, các bác chỉ cần nhấp lẫy vào là đồng hồ chạy thôi. Đó, có la bàn cho bác luôn và bật lửa thì cũng có đèn như này, bật lên là có đèn. Dòng này thì cũng là về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tự bơm ga cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa la bàn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bật lửa la bàn, giá sẽ là 120.000. Đó. Bật lửa này. Bật lửa la bàn, giá của nó sẽ là 120.000. Về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Đó, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Bật lửa la bàn 120.000, về nhà tự bơm ga nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai màu như này. Anh em các bác chụp màn hình lại cho em, lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, màu vàng này. Đó, chụp màn hình cho em này, hoặc màu đen này, chụp màn hình cho em. Đó, bật lửa la bàn các bác nhá. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp con này thì rất là tiện. Nó sử dụng bằng pin. Về nhà các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, con này thì giá cũng rất là hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Một máy này, về nhà các bác lắp pin vào cho em nhá. Đó, lắp pin vào cho em. Lắp pin vào sử dụng này. Và đây nó sẽ là cái phần để các bác đeo vào tay như này. Đây, đeo vào tay như này các bác này. Đấy. Sau đó thì mình cắm cái đường ống này vào cái con máy này để nó sẽ đo huyết áp cho các bác luôn. Đấy, để đo huyết áp cho các bác luôn nhá. Đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái
cái lẫy này để các bác lắp pin nhá. Các bác có thể lắp pin vào đây để mình sử dụng này. Đấy. Các bác lắp pin vào đây cho em. Đó, lắp pin vào đây nhá. Đó, rất là tiện luôn. Các bác lắp pin vào đây. Ở đây thì nó dùng 4 quả pin con thỏ nhỏ, về nhà các bác lắp cho em 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây là ok. Đấy. Các bác này, lắp vào đây cho em. Đó. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Về nhà các bác lắp pin vào nhá. Con này thì bắt buộc nó phải lắp pin nó mới dùng được các bạn. Đó, cho nên là về nhà các bác lắp pin vào cho em. Sau đó nhấn nút nguồn này là nó sẽ lên thôi. Đó thì các bác lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp. Các bác lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Đó, máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp giá của nó sẽ là 260k nhá và bao sim tận nhà cho bác luôn cho một con máy đo huyết áp như này. Đấy. Đây là cái hướng dẫn của nó này các bác này. Đấy thì bác nào bị các cái triệu chứng như là huyết áp cao, huyết áp thấp này rồi huyết áp tăng giảm đột ngột này thì các bác nên sử dụng cho mình, có sẵn cho mình một con máy đo như này nhá. Con này thì rất tiện dụng luôn. Đấy, bảo vệ nhịp tim các bác nhá, rất là tiện dụng luôn. Và giá thì rất hợp lý một con máy đo như này. Giá bên shop đang gửi tới bác chỉ có 260.000 thôi. 260.000 cho một con máy đo như này các bác nhá. Đầy đủ các thông số cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái con máy thái rau các bác nhá. Đó. Một con máy thái rau như này các bác này, rất là tiện dụng để cho các bác dùng để mình sử dụng trong các cái công việc gia đình nhà mình như là thái rau rồi nói chung là đa chức năng luôn. Ở đây thì nó sẽ là có một cái tay quay như này và một cái thân máy như này nhá. Cái thân máy này thì sẽ có kèm sẵn cho các bác là các cái lưỡi này. Đấy, có kèm lưỡi cho các bác luôn. Kèm các cái lưỡi như này về nhà các bác chỉ cần là lắp cái lưỡi này vào cho em. Nó sẽ có cho các bác là 3 loại lưỡi nhá. Một loại lưỡi là sợi tròn này, một loại lưỡi là sợi dẹt và một loại là sợi bản to như này. Đấy, lưỡi bản to như này thì rất là tiện dụng. Các bác chỉ cần là mình ấn vào thân máy này thôi này. Đấy, ấn vào máy như này các bác nhá. Đấy, ấn vào máy này cho em. Đó, ấn vào máy như này nhá. Lắp đặt thì cũng rất là dễ dàng thôi. Ấn lưỡi vào đây thì nó có rất nhiều mẫu lưỡi khác nhau, thì có 3 mẫu lưỡi tất cả, thì các bác chỉ cần sập vào này cho em. Đó, sập lưỡi vào. Đấy. Lưỡi các bác sập vào đây này, sau đó thì lắp vào cái thân máy này. Lắp thân máy này. Sau đó thì các bác xoáy tay công này vào rồi là mình sử dụng thôi. Con này là nó bằng tay nhá chứ không phải bằng máy đâu nhá. Đấy. Đây thì về nhà các bác cho các cái loại hạt vào đây, à loại quả vào đây. Đấy. Là rau củ quả cho vào đây, sau đó thì các bác xoay này là mình dùng cái con ép này xuống là nó sẽ chảy hết ra đây, rất là tiện dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có 80.000 cho con máy thái rau này thôi nhá. Con này thì mình gọi thì gọi nó bằng máy nhưng mà sử dụng thì nó là dùng bằng tay nhá. Không về nhà nhiều lúc các bác nhận hàng các bác lại bảo là ta tưởng nó chạy bằng pin thì nó rất là mất công. Đó để các bác lưu ý giúp cho em. Đó. Tên gọi thì em gọi nó là bằng máy nhưng mà sử dụng thì mình sử dụng bằng tay cơ học nhá. Đấy, chứ không phải chạy bằng pin đâu. Lên cho em là máy thái rau nhá. Máy thái rau bằng tay này. Đấy, máy thái rau bằng tay nhá, thái bằng tay đấy, bằng tay lấy tay để quay này. Giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bạn. Máy thái rau củ quả đa năng 4 kíp 1 ngày không. Thái đều tam tắc bằng 6 loại lưỡi dao thép không xỉ. Thực hiện 4 chức năng thái lát, thái sợi, thái giản sợi bằng nhiệt bột, cắt mỏng như giấy. Mỗi vòng thái được 44 sợi, mang nghiền như máy xay sinh tố. Nếu trước đây bạn phải dùng tay nạo thì giờ có tay cầm cơ học quay đã nhanh, thái còn nhanh hơn mà không tốn tẹo chút nào. Đặc biệt ở phiên bản nâng cấp 2022 diện tích chứa lớn hơn cân mọi xay rau củ. Không lo đứt tay vì có thanh để ép thái đến miếng lát cuối cùng vô cùng dễ dàng. Tinh tế ở điểm là phần đế to hơn chống trơn trượt cực tốt. Có chế độ hút trần không bằng tiếp xúc nên dù có dùng lực quay mạnh máy vẫn cố định một chỗ. Nhìn to vậy mà vệ sinh cũng đơn giản lắm nhé. Có thể tách rời từng bộ phận. Một nút bấm là tách từ lưỡi dao ra. Một ấn nhẹ là lắp lưỡi dao vào. Tặng kèm thanh rồi lao chuyên dụng. Lao cực sạch không có cản. Chị em nào nội trợ mà không dùng máy này thì cần báo trước. Bảo hành 1-1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Nạo rau củ quả bằng tay có tiện bằng máy thái rau củ quả đa năng 4x1 này không? Thái đều tam tắc bằng 6 loại lưỡi dao thép không xỉ, thực hiện 4 chức năng thái lát, thái sợi, thái giảm sợi bằng nhiên bột, cắt mỏng như giấy. Mỗi vòng thái được 44 sợi, mang nghiền như máy xay sinh tố. Nếu trước đây bạn phải dùng tay nạo thì giờ có tay cầm cơ học quay đã nhanh, thái còn nhanh hơn mà không tốn tẹo chút nào. Đặc biệt ở phiên bản nâng cấp 2022 diện tích chứa lớn hơn cân mọi xay rau củ, không lo đứt tay vì có thanh để ép thái đến miếng lát cuối cùng vô cùng dễ dàng. Tinh tế ở điểm là phần đế to hơn chống trơn trượt cực tốt, có chế độ hút trần không bằng tiếp xúc nên dù có dùng lực quay mạnh máy vẫn cố định một chỗ. Nhìn to lên theo là máy thái rau nhá, giá của nó sẽ là 80.000. Một nút bấm là tách từ lưỡi dao ra, một ấn nhẹ là lắp lưỡi dao vào, tặng kèm thanh thổi lao chuyên dụng, lao cực. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái ô nhật tự động nhá. Các bác lên xem là ô nhật tự động, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000.
ô Nhật tự động này. Ô Nhật tự động giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con ô Nhật tự động như này. Nó rất là tiện dụng. Con này của nó thì nó sẽ có màu xanh, màu hồng, màu đỏ đô nhá, các màu như vậy để các bác nắm được, và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Về nhà các bác chỉ cần mở ra như này thôi, sau đó thì các bác có thể bật lên cho em là xong này. Đấy, đây, bật ra con này. Đấy, bật ra rất là ngon luôn. Con này của nó thì đường kính của nó sẽ là 1m, và nan của nó, số lượng nan thì sẽ là 2 này, 4 này, 6 8 10, 10 nan. Đường kính 1m, nan là 10 nan nhá. Các bác chỉ cần bóp này nó vào này. Đấy, sau đó các bác đẩy vào. Đấy, đẩy vào cho em. Đấy, khi mở ra thì các bác chỉ cần bật này nó sẽ tự bật ra này. Nan kép cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể đi ngoài trời thoải mái luôn nhá. Đấy, và khi các bác cho vào thì các bác chỉ cần xoay đều này thôi cho em là nó sẽ vào này. Đấy, ấn vào này, sau đó thì mình đẩy lấy vào là xong. Đấy, khi mình mở ra thì cũng rất đơn giản nhá. Mở cái này ra này, bóp này. Bóp nó sẽ bật ra này, các bác thấy không? Nó bật ra này. Đấy, đóng vào này, rất đơn giản nhá. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Một cái con ô Nhật tự động như này, giá bên shop đang phân phối tới tận tay các bác chỉ có cho các bác là 80.000 trong con ô như này thôi. Bình thường các bác mà ra cửa hàng mà mua một cái ô như này nhá, giá của nó phải 120, 130, có chỗ nó bán cả 150 cho một con ô như này. Đấy, mà bên shop gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 cho một cái ô như này nhá. Đấy, 80.000 cho một con ô Nhật tự động như này, rất tuyệt vời luôn. Để các bác có thể sử dụng mình để trên xe các thứ cũng rất là ok nhá, và cái giá thì rất là hợp lý cho các bác nhá. Lên cho em là ô Nhật tự động, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao nhá. Đấy, bộ dao thì các bác lên mã giúp cho em, bộ dao này nó sẽ là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Hàng thì cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bộ này dao sói đúng không nhỉ? Bao nhiêu? Lên cho em là bộ dao sói nhá, giá của nó sẽ là 100.000. Đấy. Bộ này thì của nó rất là sắc bén luôn và rất là ngon lành. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 con dao. 4 con dao, một cái nạo và một cái kéo, một nạo một kéo. Đây. Hàng như trên hình như này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 con dao, một nạo, một kéo. Hàng của Japan của Nhật nhá. Đây, Japan của Nhật. Đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đây. Đấy. Đây các bác này. Em test sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đây các bác này, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, các bác theo. Đây. Rất bén luôn các bác theo. Rất là đã nhá. Dao thì rất là bén các bác nhá. Dao rất là bén như này các bác này. Đó, dao rất là bén luôn. Đó. Con nào cũng sắc như nhau hết nhá. Đấy. Con nào cũng sắc như nhau hết. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 con dao nhá. Đấy, con nào cũng sắc như nhau hết cho nhá. Đấy. Dao của nó thì nó sẽ là bình thường thôi. Đấy, nó bình thường thôi các bác nhá, bình thường thôi. Đấy, nó sẽ là bình thường, không dày không mỏng nhá, không dày không mỏng. Và của nó thì nó sẽ là dập kiểu dập vân như này để các bác thái thịt thái rau nó khỏi bị dính nhá. Hàng của thương hiệu Asaka của Nhật này. Thái thịt thái rau khỏi dính này. Đấy, và kèm thêm cho các bác nó sẽ là một kéo và 4 con dao này. Một kéo và một cái nạo này, 4 dao, một kéo, một nạo. Kéo của nó thì các bác có thể dùng để khui bia này, mở nắp chai này. Đấy, cũng rất là ngon luôn. Và có cái phần khuyết này, đấy, để các bác có thể dùng để cắt các cái loại rau củ quả cũng đều ok, hoặc cắt gà. Đấy, và giá thì rất hợp lý cho bác nhá, chỉ 100.000 cho 6 món như này. Đấy, các bác mua mà 100.000 6 món thì tính ra nó vào chỉ khoảng trên 15.000 một tí thôi nhá. Đấy, trên 15.000 một tí thôi. Đấy, 6 15 là 90. Đấy, nó vào 17.000. 17.000 mà các bác được tới 6 món này. Đấy, được tới 6 món như này thì cũng rất là hợp lý rồi. Đấy. Bộ của nó sẽ bao gồm 6 món như này. Giá sẽ là bộ dao bao gồm 6 món như này. Đấy, lên cho em là bộ dao sói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một bộ dao sói như này. Đấy, các bác lên cho em là bộ dao sói, giá của nó sẽ là 100k, rất tiện dụng cho bác sử dụng luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói. Giá sẽ là 100k. Đó, bộ dao sói này. Bộ dao sói giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho bộ dao sói như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái đệm ghế silicone nhá. Các bác lên xem là đệm ghế này. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái đệm ghế như này. Hàng bằng silicone mềm các bác này. Đấy, con này thì các bác có thể co giãn 4 chiều thoải mái luôn. Đấy, co giãn 4 chiều. Của nó là sẽ thuộc dạng là dệt 3D dạng tổ ong như này nhá. Khi các bác ngồi thì cực kỳ là thoáng khí luôn. Các bác có thể để trên ghế ngồi để mình ngồi cho nó êm. Đấy, ghế văn phòng, văn phiếc hoặc các bác làm các công việc đều được hết nhá. Đấy, và bên ngoài của nó thì nó sẽ là bọc một cái lớp vải như này, các bác có thể dùng để mình thay thay
mình thay mình giặt được, nó rất là tiện này. Đấy, cũng rất là vệ sinh. Thì cái vải này của nó thì một mặt của nó sẽ là được phủ một cái lớp cao su non để chống trơn trượt này, còn mặt trên này của nó thì nó sẽ là dạng vải dệt cực kỳ thoáng khí luôn. Đấy, vải dệt rồi bớt đỡ ra. Lôi xó kia khỏi vì ấy. Các bác sử dụng thì nó rất là tiện. Cái này thì mặt cao su non nhá, còn mặt này thì dệt thoáng khí, các bác ngồi rất là êm ái luôn. Đấy, lên cho em là đệm ghế nhá, các bác lên cho em là đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000. Đó, lên cho em là đệm ghế này. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho một con đệm ghế như này, 80.000 cho một con đệm ghế như này các bác nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem. Dễ vệ sinh, chất liệu là silicon nên độ đàn hồi và phân tán lực của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng á thì nó sẽ hỗ trợ êm hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm, mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy kéo ạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hốt thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm trước thì trong nó mềm dẻo hơn, còn đệm này trong nó sẽ dày và cứng cáp hơn. Bạn nào hay ngồi lâu nhất là mấy cái ghế phẳng phẳng như vậy thì có thể tham khảo cái đệm này ở bên giỏ hàng gốc trái clip mình nha. Bảo rồi, sao okay. Các bạn thích ngồi đệm silicon này quá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô băng dính điện hàng bãi Nhật các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Băng dính điện này thì nó sẽ là hàng bãi của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, hàng bãi của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Made in Japan các bác này. Đó, đây. Made in Japan các bác nhá. Đó, nội địa của Nhật này, Made in Japan các bác trông cho rõ này. Đó, hàng Made in Japan đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá. Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 10.000 cho một cuộn và sẽ là 80.000 cho một cân nhá. Một cân là sẽ là 80.000. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng siêu dai nhá. Siêu dai, siêu mỏng và siêu dính cho bác luôn. Đây, em xé cho các bác xem này. Đấy, rất dai các bác nhá, rất dai. Hàng này của nó dai lắm các bác. Siêu dai, siêu mỏng và siêu dính. Lõi thì gần như không có luôn. Đấy, và cái băng dính này nó chịu được nhiệt độ cao. Các bác có thể dùng để quấn dây điện này hoặc là làm cây cảnh, cái thứ rất là ok nhá. Không như những cái băng dính bình thường của Việt Nam mình đâu. Cái này thì nó sẽ không bị chảy keo nhá, không bị chảy keo. Đó, công nghệ của Nhật thì các bác biết rồi, rất là hiện đại luôn. Đó, và bên shop bán nó sẽ là một cân của nó sẽ là 80k nhá. 1kg sẽ là 80k này, 80k. Còn 0,5kg thì giá của nó sẽ là 45k. Đấy, 45k còn. Còn các bác mua quận thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10k trên một quận như này nhá. 10.000 trên một quận như này. Đó, còn mua cân thì một cân là 80.000. Đấy, nửa cân thì sẽ là 45.000 và 10.000 cho một quận như này. Hàng siêu dai, siêu mỏng, siêu dính cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về lấy cho anh ít cái bình xịt nhớt ra đây. Bình xịt nhớt lấy cho anh hộp đổ ra đây. Đấy, thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá. Thước rút tự hãm thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một cái dòng của nó sẽ là dòng 5m nhá. Đấy, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. Đấy, một loại 5m và một loại 7m rưỡi. Đấy, đổ đây, ném này. Một loại 5m và một loại 7m rưỡi nhá. Đó. Đây, con này thì nó sẽ là dòng 5m các bác này, dòng 5m này. Đó. Rút ra nó sẽ tự hãm này, các bác thả thì nó sẽ nhảy vào. Và rút ra nó tự hãm này, rất là tiện luôn nhá. Đó, rút ra tự hãm, thả thì nó sẽ nhảy vào, rất là tiện. Đó, hàng của Nhật đây, Japan các bác này. Đó, Japan, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá thước 5m thì sẽ là 40.000 và 7m rưỡi thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đó. Ưu điểm của con này là rút ra nó tự hãm nên các bác dùng rất là sướng. Đấy, không cần phải lăn tăn dùng tay để giữ hay thế này thế nọ nó mất công. Đó. Rút ra nó sẽ tự hãm luôn. Rút ra nó tự hãm rất là tiện luôn nhá. Đấy, rút ra tự hãm này, rất là tiện luôn. Đấy, bản của thước thì khá là to luôn nhá. Bản thước khá là to luôn, các bác thấy không? Đó, bản thước rất là to cho nên các bác dùng nó rất là đã nhá. Đó. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá, thước rút tự hãm. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là mua thước 5m này. Đấy. Thước 5m thì giá của nó sẽ là thước 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k nhá. Đấy. Còn 7,5m này, 7,5m thì giá của nó sẽ là bằng 50k. Đó, 50.000 thì bên shop chỉ có hai loại này thôi, một loại 5m và một loại 7m rưỡi nhá. Đều là hàng của Nhật hết này. Japan các bác này. Đó, Japan. Đấy, 7,5m, có dòng 7,5m và dòng 5m nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
xịt nhớt các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt nhớt. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Cái đầu vòi này của nó thì có thể uốn cong này, các bác đưa vào các cái vị trí khó này. Đấy, uốn cong đưa vào các vị trí khó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là bình xịt nhớt nhá. Giá thì sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này, 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này. Đấy, 250ml hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Con này chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá, hợp kim sơn tĩnh điện, hàng cực kỳ là ngon lành cho bác luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đầu vòi có thể uốn cong để các bác đưa vào các cái vị trí khó này. Con này của nó thì ưu điểm của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim rất là chắc chắn, không lo bị đổ vỡ này. Và khi mà các bác có lật nghiêng như này thì cũng không bị đổ, tại vì nó là thuộc dòng xi lanh. Đấy, cái nắp này luôn ở chế độ đóng, khi nào các bác xịt thì nó mới bật ra. Đấy, và áp lực của nó cũng rất là tốt nhá, áp lực của nó rất là tốt luôn. Thì các bác có thể dùng để xịt nhớt, tra dầu, tra nhớt rất là ok. Và giá thì rất hợp lý nhá, lên cho em là bình xịt nhớt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một con bình xịt nhớt như này nhá, 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips nhá, hàng thương hiệu Philips. Con này thì công suất của nó sẽ là 3000W, sử dụng điện 220V. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Độ nóng rất là nhanh nhá. Con này nó làm nóng siêu nhanh luôn các bác này. Đấy, làm nóng siêu nhanh luôn. Các bác cắm trực tiếp điện 220V đi ạ. Đó. Đấy, làm nóng rất là nhanh nhá. Đấy, và có cả cái tia cực tím như này để diệt khuẩn luôn nhá, diệt khuẩn luôn, rất là tiện các bác. Đấy, các bác nhá. Làm nóng siêu nhanh luôn. Các bác chỉ cần bật cho em trong vòng khoảng 20 giây là đã là nóng rồi. Và có hai cấp độ nóng nhá. Con này thì sử dụng điện 220V. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá, sấy tóc Philips này. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con sấy tóc Philips như này. Đấy, lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đó. Sấy tóc Philips này. Sấy tóc Philips giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho một con sấy tóc Philips nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng máy sấy tóc mini đây. Ngoài ra thì bên shop có cái dòng con máy sấy mini nha các bác nhá. Có lên cho là sấy tóc mini. Giá thì bên shop đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 70k cho một con sấy tóc mini này thôi. Đấy, 70.000 các nhá. Con này công suất của nó thì nó chỉ có 1800W thôi. Đấy, sấy tóc mini. Các bác lên cho em là sấy tóc mini nhá. Đấy. Sấy tóc mini này. Sấy tóc mini giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một con sấy tóc mini như này các bác này. Lên cho em là sấy tóc mini giá của nó sẽ là 70k. Đó, con này sẽ là 70.000 nha em. Cho một em như này các bác nhá. Cũng có hai công tác như này. Đấy, công suất của nó sẽ là 1800W nhá. 1800W. Lên cho em là sấy tóc mini các bác nhá. Sấy tóc mini. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con đèn bão nhá. Các bác lên cho em là đèn bão. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó cái tính ứng dụng của nó khá là cao luôn. Các bác có thể dùng để mình vừa làm quạt mát, vừa làm đèn thắp sáng được luôn. Nó rất là đa di năng nhá. Rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ, chỉ có 100.000 cho một con đèn bão như này thôi. Chỉ có 100k thôi nhá. Đây, em sẽ khui ra cho các bác xem này. Đây các bác nhá. Đó, nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có kèm cho các bác một cái dây cáp sạc luôn về cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, khi các bác rút lên thì nó sẽ có đèn báo như này nhá. Rút lên có đèn như mà sáng như này. Đấy, ở đây nó sẽ có cả tấm pin sạc năng lượng mặt trời này. Cắm sạc vào đây cho em nhá. Đấy, cái đèn này nó đang màu đỏ là nó sẽ báo sạc pin này. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái quạt mát này. Con này thì rất là mát luôn. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Quạt chạy rất là mạnh nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Quạt thì mát nhá. Quạt mát, đèn sáng, có pin sạc năng lượng mặt trời. Các bác có thể để trực tiếp xuống dưới như này để mình sử dụng này, rất là tiện nhá. Và giá thì rất hợp lý. Đây, có pin sạc năng lượng mặt trời, đèn đang sáng quá này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một con đèn bão như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn bão. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em đó là đèn bão này. Đó. Đèn bão giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn bão như này nhá. 100.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít xanh nhá. Một cái bộ vít xanh như này rất là đa di năng luôn, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít, một tay công và một tay nối dài như này. Các bác có thể lấy một cái đầu vít bất kỳ. Đấy, một cái đầu vít bất kỳ các bác nhá. Đó, và các bác chỉ cần lắp vào này cho em là xong này. Cái này thì các bác có thể tăng giảm ở đây nhá, tăng giảm ở đây. Đó, các bác có thể tăng giảm ở đây. Đó. Các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này rất là tiện nhá, các bác có thể tăng giảm này. Đấy, có thể tăng giảm rất là tiện luôn nhá. Đấy, nó sẽ có lẫy sập này rất là tiện này. Đó.
Và ưu điểm của con này thì nó có tới 30 đầu vít cho bác luôn. Và cái ưu điểm nữa là con này giá rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Vít xanh này, giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một cái hộp vít xanh này thôi, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít, một cái tay công. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bật lửa điện nhá. Các bác lên cho em là bật lửa điện. Đấy, con này thì rất là ngon luôn. Con này thì có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây các bác này, đó, lên mã giúp cho em là bật lửa điện nhá. Con này thì có sẵn ga cho các bác luôn. Bật lửa điện này, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một con bật lửa điện như này. Đấy, lên cho em là bật lửa điện nhá. Đó, bật lửa điện giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con bật lửa điện nhá. Đấy, lên cho em là bật lửa điện. Đây, bật lửa điện như này, giá sẽ là 80.000. Đấy, rất là đẹp luôn, hình cây tú như này, rất là đẹp nhá. Lên mã cho em là bật lửa điện, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Kéo cắt ống nước đây, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là kéo ống 42 và kéo ống 63. Được rồi gì anh? Kéo ống 42 và ống 63 nhá. Cảm ơn anh nhá. Kéo ống 42 và ống 63 nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000. Đấy, 230.000 và bao ship tận nhà cho bác này, rất là bén luôn. Hàng của thương hiệu Asaki này. Đấy, Asaki, lấy cho anh cái kéo ống 42. Đây, hàng của Nhật nhá, Asaki Japan này, chữ nổi luôn các bác nhá, chữ nổi luôn các bác này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là một con kéo ống 63 như này, giá sẽ là 230.000 nhá. 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo ống 63 nhá, kéo ống 63 này. Kéo ống 63, giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà nhá. 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dòng kéo ống 42 nhá. Con này thì cắt được ống từ 42 trở về. Đó, cắt ống 42 trở về các bác nhá. Hàng của Nhật đây các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, Kabushi này. Cắt được từ ống 42 trở về nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110.000 cho một con kéo ống 42 như này. Rất là tiện. Các bác chuyên dùng để cắt ống nước này. Các bác làm thợ làm nghề hoặc là ở nhà mình cũng hay có những cái ống nước mà bị nứt vỡ, bị hỏng, cần phải thay thế sửa chữa, thì trong nhà nên có một con kéo cắt ống nước như này rất là tiện. Đấy, lên cho em là kéo ống 42, giá của nó sẽ là 110.000 nhá. Kéo ống 42 này, giá sẽ là 110k. 110.000 cho một con kéo ống 42 như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D thì con này nó sẽ là một cái hàng cực kỳ là đa di năng cho bác luôn. Đấy, rất là nhiều công dụng nhá. Đấy, rất nhiều công dụng cho các bác luôn. Đầu tiên thì tính năng của nó sẽ là một thân máy như này. Một thân máy như này các bác nhá. Đấy, thì chức năng thứ nhất của nó sẽ dùng để cạo râu này. Đấy, chức năng thứ nhất dùng để cạo râu, một bộ ba lưỡi kép như này nhá. Một bộ ba lưỡi kép như này để cạo râu siêu phê luôn. Các bác chỉ cần là đưa vào này. Đấy, các bác này đưa vào như này. Khi đưa vào thì các bác cứ nhấp nhả cho em nhá. Nhấp nhả cho em để cái phần lưỡi nó ăn vào trong cái phần râu của mình nhá. Đấy, em đang cạo được con này. Đấy, em đang cạo cho bác xem đấy. Đây, đấy các bác xem này. Đấy, em vừa cạo có một tí thôi mà cái râu nó đã ra nhiều như này là các bác biết rồi này. Đây, râu nó ra này các bác này. Đấy, của nó thì nó sẽ có tới các bác là một cái vòng này là 2 này, 4, 6 lưỡi. 6 lưỡi nhân với lại 3 thành 18 lưỡi quay liên tục. Và các bác cứ nhấp vào là râu nó vào là nó sẽ sạch luôn. Đây, cái râu của em nó vừa cạo xong nó đứt ra này các bác này. Đấy, râu cạo vừa xong đứt ra đấy. Thì nó sẽ có một cái chổi như này để cho các bác vệ sinh nhá. Có cái chổi này để các bác về các bác vệ sinh này. Đấy, có một cái chổi này, tặng kèm các bác một cái chổi để các bác vệ sinh này. Đó, đậy vào cho em này. Sau đó thì mình rút ra này. Thì chức năng thứ hai là mình dùng con này để mình gọi là các bác tỉa lông mũi này. Đây. Đấy, nó sẽ có một cái đầu như này để các bác dùng để tỉa lông mũi này. Đây. Đấy, tỉa lông mũi rất là ok luôn nhá. Đây. Các bác lắp vào đây cho em, lắp theo đúng cái phần gân này nhá. Đấy, tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi này. Đấy. Thứ ba thì các bác dùng cái phần tăng đơ chấn viêm này để các bác dùng để mình có thể là mình chấn viêm mai hoặc là cạo râu dài các kiểu con đà điểu được luôn nhá. Đây các bác lắp vào đây cho em. Đấy, râu các bác dài thì các bác cắt đi này. Đấy, đây. Các bác xem em cắt cái lông tay này sạch luôn các bác này. Đó. Râu dài thì các bác cắt đi. Đó, rất là tiện này. Thứ ba nữa, thứ tư nữa là nó sẽ có cho các bác một cái đầu massage như này. Để các bác massage ở mặt này. Đấy, massage mặt rồi nói chung là massage các cái vị trí mà mình nó sẽ có một cái đầu bông như này để các bác massage này. Trước khi các bác cạo râu thì các bác dùng để mình massage hoặc là chị em phụ nữ này. Đấy, dùng để massage cho mặt này. Đấy, rất là ngon lành luôn.
giá thì lại rất là hợp lý cho các bác nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Nên mã giúp cho em đó là massage 9D nhá, giá chỉ 95.000 thôi, 95.000 cho một con massage 9D này các bạn, rất rẻ luôn các bạn, rất rẻ luôn. Đấy, giá rẻ và tính năng sử dụng của nó thì rất là đa di năng luôn. Đấy, lên cho em là massage 9D, giá thì chỉ có 95.000 thôi các bạn. Đấy, 95.000 cho một cái bộ massage như này, rất là tiện dụng luôn. Rồi ok, sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái băng keo trong nhá, băng keo trong hai mặt, con này thì rất là tiện dụng đây. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cuộn băng keo trong như này, giá sẽ là 25k. Con này thì các bác lên cho em là băng keo trong, giá sẽ là 25.000 nhá, 25k cho một cuộn như này. Cái này thì ứng dụng nó rất là phổ thông, các bác có thể dùng để dính ổ điện này rồi các cái thiết bị đồ dùng gia đình đấy, các bác dính vào nó rất là bám, rất là chặt luôn và dùng rất là tiện luôn. Đây các bác này, đấy. Chỉ với 30.000 đồng trên một cái cuộn. Đấy, họ còn bán 30.000 các bác này. Mặt siêu dính. Bản của nó là 3 cm và chiều dài là 5m, anh em dùng thoải mái luôn nhá. Băng keo trong nên là sẽ không thấy vết trong suốt. Cách sử dụng thì rất đơn giản, anh em chỉ cần dán nó lên, sau đó lột keo, vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt của gạch men để nó bám dính tốt nhất. Sau đó là mình dán thôi, mình có thể dán ổ cắm, dán các cái móc treo quần áo hoặc là dán những cái đồ tiện ích khác. Sau đó là có thể sử dụng được ngay, rất chắc chắn anh em nhé. Giá chỉ có 30.000 đồng một cuộn, anh em mua thì hãy click vào giỏ hàng. Đấy các bạn nhé, họ bán 30.000, em bán chỉ có 25.000 thôi. Lên theo là băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25k nhé, 25.000 cho một cuộn như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ đồ nghề này, đó là cái các bác lên cho em là khẩu 12 nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này, thì lên cho em là khẩu 12. Bộ này thì bên shop bán vân vân và mây mây rồi, tức là bán rất là nhiều rồi các bác nhá. Đó, bán vân vân và mây mây rồi, bán rất nhiều rồi, cho nên là các bác không phải lăn con bà tăn gì cả. Các bác chỉ cần là trông qua video, các bác nhìn cái chất thép này các bác đã thấy biết được cái độ chất của nó rồi. Đây các bác này, nghe cái tiếng kêu của thép như này là các bác đã thấy sướng rồi các bác nhá. Đấy, kêu như là đàn guitar luôn nhá. Đó, chất thép của nó thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một tay công xoáy nhanh này, một tay nối dài và một đầu khẩu như này các bác này. Đấy, đây các bác này. Sập vào cho em là xong này. Đấy, các bác nhá. Rất là ngon luôn. Tay nối dài các bác này. Đấy, tay nối dài đây, các bác sập vào cho em là xong. Đó. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đấy thì xoáy nhanh đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là ngon lành các bác này. Ngoài ra thì các bác có thể là cho trực tiếp này được, cho trực tiếp này được luôn. Đấy, cho trực tiếp này rất là ngon nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Các bác lên cho em là khẩu 12 chi tiết nhá, khẩu 12 chi tiết. Tay xoáy nhanh đảo chiều này, xoáy nhanh con này có cả đảo chiều luôn nhá. Đấy. Xoáy nhanh đảo chiều được luôn. Đó, xoáy nhanh đảo chiều siêu tiện dụng nhá. Đó. Có tay một tay nối dài và đầu công đầu khẩu của nó thì sẽ là từ 8 đến 12 nhá. Đấy, từ 8 đến 24 nhá. Đầu khẩu của nó sẽ là từ 8 đến 24. Đấy, con nhỏ nhất là 8mm và con to nhất của nó sẽ là 24mm nhá, từ 8 đến 24, siêu tiện dụng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy, chỉ có 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 chi tiết này thôi. Đấy, tay công tay kiếp cực kỳ là ngon, nguyên cái khâu đóng gói của nó đã khẳng định được thương hiệu rồi. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12 này, khẩu 12. Giá sẽ là 160k nhá, 160.000 cho cái bộ khẩu 12 như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái phích đun sôi nhá, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. Đấy. Lên theo là phích đun sôi, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ. Đây nó sẽ là một con phích như này. Đấy, một con phích như này các bác nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Nó sẽ là một con phích như kiểu cái ấm siêu tốc ấy. Đấy, ấm siêu tốc luôn. Đấy, có cái đế này là các bác cắm điện vào đun như ấm siêu tốc nha, các bác để nước ở đây luôn là mình sử dụng thôi, không cần phải bỏ ra bỏ vào mất công nhá. Đấy, một con phích đun sôi như này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, mặc định của nhà sản xuất như vậy rồi. Đấy. 3 lít cả vỏ, xoáy vào rất là ngon luôn. Bên trong của nó thì bằng inox 304 này, inox 304 sáng bóng đẹp luôn. Đấy, và con này thì nó dung tích của nó là 3 lít cả vỏ thì về nhà các bác cứ thế là mình sử dụng thôi, rất là tiện. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 thôi, 180.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi. Lên cho em là phích đun sôi này. Phích đun sôi. Phích đun sôi nhá, giá của nó sẽ là 180k. Và dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá, 3 lít cả vỏ nhá. Cả vỏ sẽ là 3 lít. Đó, phích đun sôi 3 lít cả vỏ, giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác thì bộ 6 hũ gia vị nhá. Qua lên cho em là bộ 6 hũ gia vị. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ gia vị như này, rất là tiện luôn. Đây. Đấy, combo của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này.
và 6 cái hũ như này các bác nhá. 6 hũ như này các bác chỉ cần là đặt vào cái bàn xoay như này là mình sử dụng này. Đấy, rất là tiện luôn, rất tiện dụng khi mà dễ sử dụng. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là phần lỗ nhỏ này, lỗ nhỡ này, đấy, lỗ nhỏ này, lỗ nhỏ nhất này. Đấy, lỗ nhỡ này và một cái lỗ to để các bác có thể dùng để mình đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu hoặc là các cái gia vị khác đều ok hết. Và các bác cho vào cái bàn xoay như này để trên bàn bếp nhà mình nhé, cực kỳ là văn minh, lịch sự và đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, đĩa gọn đĩa và sạch sẽ nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn, một cái bộ combo như này nhá, xoay rất là ngon luôn này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100, các bác lên thì là bộ 6 hũ gia vị giá sẽ là 130.000 đó, bộ 6 hũ gia vị này, bộ 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho bộ 6 hũ gia vị như này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy súng massage nhá, các bác xem là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, rất là tiện. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tay súng như này các bác này, một tay súng như này đó. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Con này thì cách sử dụng thì rất đơn giản các bác nhá. Lưu ý cho các bác khi mà sử dụng nhá thì là giữ lì cho em nhá, giữ lì thì máy sẽ khởi động nhá, và các bác có thể tăng tốc lên nhá. Đấy, có thể tăng tốc này, tăng giảm tốc độ ở đây nhá, tăng giảm tốc độ ở đây. Tắt bật thì giữ lì cho em nhá, lưu ý các bác là tắt bật giữ lì này. Đấy. Rất là mạnh nhá. Đấy, dùng rất là mạnh luôn. Các bác có thể dùng để đấm vào các cái bó bắp tay này, bó cơ này, rồi là các cái vị trí này. Đấy, dùng để massage là rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Các bác có thể dùng để mình massage cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, bắp đùi, nói chung là vân vân và vân vân. Đó. Con này thì cắm sạc rất là tiện. Và giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 các bác nhá, 180.000. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. 180 à? Hả? Trăm mấy? Các bác lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn giá của nó sẽ là 170k. Thư giãn bao nhiêu nhỉ? Súng thư giãn 160k nhá. 160.000 cho một con súng thư giãn như này. Đấy, nó sẽ là hình cây súng như này cho nên là bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Giá sẽ là 160.000. Giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn thần tài nhá. Các bác lên cho em là đèn thần tài. Con này thì cái gì đấy? Đèn thần tài nhá. Con này thì nó sẽ là có sẵn pin rồi, và khi về các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là đảo cái phễu này đi cho em thôi. Đó, bật công tăng này lên này. Thứ nhất là bật công tăng này lên, thứ hai các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, gõ này nó lên này, gõ này nó tắt này, rất tiện dụng nhá. Gõ này lên, gõ này nó tắt này. Và có chiết áp điều chỉnh sáng tối được luôn. Các bác có thể để trên bàn thờ để mình sử dụng. Đấy, chiều cao của nó sẽ là vào khoảng là 20cm nhá. Đó, các bác có thể dùng để ban thờ, ban thần tài hoặc là trang trí ngày lễ ngày Tết rất là đẹp. Đấy, và nó bằng pin, chạy bằng pin và pin sạc thì các bác không phải mất tiền mua pin. Thứ hai là không bị lo cháy nổ, chập cháy nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Một con đèn thần tài như này giá sẽ là 60 cành nhá, 60 cành. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài. Giá của nó sẽ là 60.000 các bác nhá. 60.000 cho mấy em đèn thần tài như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Đó. Đèn thần tài giá của nó sẽ là 60k. Đó. Đèn thần tài này. Đèn thần tài. Đèn thần tài giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con đèn thần tài như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con hút bụi gạo nhá. Các bác lên mã giúp cho em là hút bụi gạo. Đấy, nó sẽ là hút bụi gạo như này. Giá sẽ là 250k nhá. 250k. Đấy, tên của nó sẽ là hút bụi gạo nhá. Hút bụi gạo, bên shop có rất nhiều mã hút bụi khác nhau cho nên là các bác lên đúng tên cho em. Đấy, con này sẽ là hút bụi gạo này. Đấy thì con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Con này thì nó vừa có hút bụi vừa có cả cái hệ thống là tia cực tím để diệt khuẩn luôn nhá. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là một cái chức năng là hút bụi này. Hút bụi thì nó sẽ chạy bằng pin như này. Và về nhà các bác lắp cái đầu hút này vào cho em này. Con này nó hút rất là khỏe luôn. Đấy. Các bác có thể hút trên ban thờ này rồi các cái khu vực khác đều ok hết nhá. Hút rất là khỏe luôn, máy chạy cực kỳ khỏe và êm ái nhá. Đấy. Ngoài ra thì khi các bác sử dụng cái tính năng là hút ở trên thảm, trên ghế sofa, trên giường này, các bác lắp đúng lẫy cho em này, lắp đúng cái lẫy này cho em nhá. Đây nó sẽ có một cái rãnh này, có cái rãnh này các bác sập đúng vào cái rãnh này cho em đấy, để cho cái đèn này nó sập vào này, để cho cái đèn nó sập vào. Đó, sau đó thì các bác bật lên này. Đấy, bật lên thì là cái đèn hồng ngoại này nó sẽ lên và máy sẽ chạy thôi các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là hút bụi gạo, giá sẽ là 250.000 nhá. Đấy. Các bác lắp vào đây cho em, lắp vào đây cho em, sau đó thì mình bật lên nhá. Đó, con này em đang dùng nó bị hết pin mất rồi. Đấy, các bác lắp vào bật lên cho em. Đó là ok.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 250.000 thôi. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái dòng thắt lưng dép các bác nhé. Thắt lưng dép hoặc là các bác lên cho em là thắt lưng dù. Đấy, thắt lưng dù. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80 cành cho một con thắt lưng dù như này. Đấy, 80.000. Chiều cao của nó thì chiều dài của nó thì khoảng 1m1 nhá. Chiều dài khoảng 1m1. Hàng của thương hiệu dép này, hàng thương hiệu dép. Con này thì hàng cực kỳ bền bỉ luôn. Đấy, hàng rất bền bỉ và tương đối lâu đời luôn. 1941 các bác này. Đấy, 1941. Công ty này của nó thì nó chuyên sản xuất đồ phục vụ cho quân đội Mỹ nhá, đồ phục vụ cho quân đội Mỹ. Hàng cực kỳ chất lượng và giá thì siêu tốt cho các bác rồi. Một con thắt lưng như đẹp như này, chất lượng như này và giá thì chỉ có 80 cành thôi. Cái con này thì siêu bền bỉ và siêu chắc chắn luôn, và tính năng sử dụng của nó rất đơn giản nhá. Nó có cái lẫy này, các bác chỉ cần là nghiêng cái lẫy này đi này, đẩy nó vào này, đẩy vào sau đó thì sập lại này, đấy. Cứ bụng vào đâu thì các bác cho vào đấy và sập vào đấy cho em như này là ok. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Giá của nó sẽ là 80k cho một con thắt lưng dù như này, rất đẹp luôn. Chiều dài của nó thì khoảng 1m1. Con này thì hàng này thì phải nói là bền vĩnh cửu luôn. Mặt của nó là thép không gỉ nhá, thép không gỉ và đúc liền như này. Rất chất lượng cho các bác luôn nhá, rất chất lượng luôn. Đó, 1941 này, hàng thương hiệu dép của Mỹ này các bác nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù, giá thì chỉ có 80k thôi. Lên cho em là thắt lưng dù này. Thắt lưng dù. Giá của nó sẽ là 80k cho một con thắt lưng dù như này nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mũ của lính Mỹ nhá, mũ của lính Mỹ đây. Đấy, USA con này, đấy USA Army nhá. Mũ của lính Mỹ này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và con này thì bên shop cũng về cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con mũ lính Mỹ như này, giá cũng chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con mũ như này thôi. Đấy, USA Army này, USA Army. Đó, 80k cho một cái mũ lính Mỹ như này. Con này thì đội của nó rất là đẹp luôn, và các bác có thể điều chỉnh cái độ dài ngắn ở đây nhá, độ dài ngắn ở đây. Đấy, cái khuy này của nó bằng đồng hết này, rất chất lượng cho bác luôn. Hàng con này đội thì lên form cực kỳ đẹp nhá, lên form cực kỳ đẹp luôn. Mũ dàn di lính Mỹ các bác này, đấy, earpod các bác này, earpod posi này, hàng của Mỹ các bác này, đấy, USA Army này, USA Army, hàng của quân đội Mỹ nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Đó, và con này thì giá shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Các bác lên cho em là mũ dàn di nhá, lên cho em là mũ dàn di này, đấy, mũ dàn di, mũ dàn di vải này, mũ dàn di vải, giá của nó sẽ là, mũ dàn di vải, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một con mũ dàn di vải như này. Đấy, bác nào lấy combo, bác nào lấy combo một mũ hoặc là bác nào lấy combo một mũ hoặc là một thắt lưng, đấy, hoặc lấy hai mũ, đấy, thì là sẽ có quà tặng các bác nhá. Đấy, sẽ có quà tặng cho các bác luôn. Đó, ví dụ bác nào lấy combo như này, hai thắt lưng hoặc là hai mũ hoặc là một một mũ một thắt lưng thì bên em sẽ có quà tặng cho các bác. Đấy, riêng lấy hai món này thì sẽ có quà tặng ngẫu nhiên cho các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá, kính lúp đây. Đấy, thì một con kính lúp như này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con kính lúp như này, 60.000 các bác nhá. Con này thì ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy để các bác lắp pin vào đây cho em, lắp pin vào đây. Mình lắp cho em 3 quả pin con thỏ nhỏ vào nhá. Đấy, lắp 3 pin con thỏ nhỏ vào thì nó sẽ có đèn sáng cho các bác này. Đấy, có công tắc bật đèn sáng lên nhá, rất là tiện dụng luôn. Và con kính này của nó thì nó sẽ có hai mặt như này các bác này. Đây. Đấy, các bác có thể dùng để mình sử dụng này. Đấy, phóng to ra nó rất là to luôn nhá. Phóng to này. Đấy, có hai mặt như này. Phóng to này các bác này. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kính lúp như này. Đấy, có cả đèn qua có thể lắp đèn nhá, và có hai mặt kính luôn nhá. Hai kính, có kính to kính nhỏ như này. Lên cho em là kính lúp, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 70.000 nhá. Lên cho em là kính lúp, xin lỗi các bác nhá. Đó, kính lúp này. Giá của nó sẽ là 70k cho một con kính lúp như này nhá. 70.000 cho một chiếc kính lúp như này các bác này. Đấy, có điều chỉnh to nhỏ này. Đấy, để các bác sử dụng nhá. Bác nào có tí tuổi là dùng con này nó rất là tiện để mình xem xét đọc sách hoặc là mình ngâm cứu. Lên cho em là kính lúp, giá của nó sẽ là 70.000, có cả đèn báo luôn nhá. Kính lúp 70k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại nhá. Thì lô này bên shop về cho bác một cái dòng điện thoại rất mới. Đó là dòng điện thoại 4 sim nhá. Con này của nó thì là điện thoại 4 sim 4 sóng luôn. Hàng siêu chất cho các bác luôn. Đó, hàng siêu chất.
nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, đây là cái lẫy pin của nó này. Đấy, đây là cái khay pin này. Còn là pin của nó thì nó sẽ liền như này luôn nhá, pin liền như này luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc nhá. Đấy, có kèm cho các bác là một cái ốp này, một cái ốp bằng silicone mềm như này, một ốp tặng kèm một ốp silicone mềm, một cáp sạc nhá, một ốp một cáp sạc như này. Và đây là cái khay sim của nó này, nó có tới cho các bác là 4 khay sim luôn nhá, 4 khay sim luôn. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng. Đây, cái lẫy sim các bác chỉ cần đẩy ra lắp cái lẫy sim vào thì em là xong. Nó hàng đấy, giống như điện thoại iPhone nhưng mà nó là dòng bàn phím nhá. Đấy, về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Con này thì rất là tiện nhá, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, đây, bật nguồn lên là nó sẽ lên nhá. Về nhà thì các bác lắp sim vào đấy, lắp sim vào cho em. Đó. Đây, lên ok các bác nhá. Đó, bật nguồn lên cho em. Đây. Đấy, nó sẽ có sim 1, sim 2, sim 3, sim 4 đây. Nó sẽ có 4 khay sim cho bác luôn, lắp sim, menu, tên này. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Đó. Giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 420.000 nhá. 420.000 cho một con điện thoại như này. Đấy, ở đây con này nó sẽ có cả đèn pin luôn, có đèn pin rất sáng các bác này. Đấy, nó là một cái đèn pin rất là sáng luôn chứ không phải đèn flash nhá. Nó là một cái đèn pin luôn, các bác có thể dùng để làm đèn pin để mình soi dọi được nhá. Đó, đây các bác này. Bật nguồn thì các bác chỉ cần giữ lì cái phím nguồn này nó sẽ lên này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, có kèm cho các bác là một cái cáp sạc này và một cái bọc như này nhá. Đấy, một cái bọc như này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, một cái bọc như này. Một cái bọc silicone như này nhá, bọc silicone như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 nhá. 450.000 cho một con điện thoại 4 sim. Đấy, 4 sim 4 sóng luôn. Đó. 4 sim 4 sóng cho các bác nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, 4 sim 4 sóng một con điện thoại rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, con này thì miễn chê rồi. Có tặng kèm ốp yếc như này là về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Rất là tiện dụng nhá. Đó, và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. 450.000. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá các bác nhá. Đó, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này các bác này. Rất là ngon lành luôn. Đó. Nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, còn cả miếng dán màn hình này luôn các bác này. Đấy, miếng dán bảo vệ này luôn. Đua sim 4 sim luôn. Lên cho em là điện thoại 4 sim nhá, điện thoại 4 sim. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là điện thoại 4 sim, giá sẽ là 450.000. Đó, đây. Lên cho em là điện thoại này. Điện thoại 4 sim nhá. 4 sim giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho một con điện thoại 4 sim. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là điện thoại 4 sim. Các bác lên cho em là điện thoại 4 sim nhá. Điện thoại này. 4 sim này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ hàng của thương hiệu Longines nhá. Đồng hồ hàng của thương hiệu Longines này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, 100% dây của nó là dây hợp kim hết nhá. Hàng đồng hồ của thương hiệu Longines của Nhật nhá. Đồng hồ Longines của Nhật này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, và giá thì rất hợp lý nhá. Giá rất hợp lý. Một con đồng hồ Longines như này. Đấy, kim đổi màu rất là đẹp nhá. Kim đổi màu rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ Longines, giá của nó sẽ là 250.000 nhá. 250.000 cho các bác cho một con đồng hồ Longines như này. Lên mã cho em là đồng hồ Longines, giá của nó sẽ là 250.000. Con này đeo vào thì tuyệt đẹp luôn, logo của hãng này. Longines các bác này, rất chất lượng cho các bác luôn. Mặt màn hình này có cả lịch luôn nhá, có cả lịch luôn. Lên mã cho em đồng hồ Longines, giá sẽ là 250.000. Đó. Đồng hồ Longines này. Đồng hồ Longines nhá, Longines giá của nó sẽ là 250.000 nhá. 250.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn cho một con đồng hồ Longines như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lên nhanh thôi. Nó sẽ là một con đèn rất là chất lượng như này. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một đèn và một cáp sạc. Dòng này nó sẽ là dòng chạy pin. Thì về nhà các bác sử dụng rất đơn giản, bật cho em cái công tắc này lên này. Sau đó thì các bác chạm nhẹ này nó sẽ lên này. Đấy, và chạm nhẹ này nó sẽ tắt này. Chạm lên, chạm tắt này. Đấy thì có cả điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Có cả điều chỉnh chiết áp luôn. Các bác có thể tăng giảm lượng sáng ở đây. Đó thì con này nó rất là tiện để các bác mình dùng trong các cái công việc như là
cúng lễ rồi giỗ chạp rồi lễ Tết, nói chung là đa di năng luôn. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý. Một con đồng hồ như này, một con đèn thần tài như này, công tắc tắt bật ở đây, và có kèm cho các bác một cáp sạc nhá. Đấy, các bác về cắm sạc thì cắm ở đây cho em này. Ở đây nó sẽ có cái lỗ cắm sạc đây, cắm ở đây cho em. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60k cho một em đèn thần tài như này. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn thần tài, giá sẽ là 60k. Đèn thần tài này. Đèn thần tài nhá. Lên cho em là đèn thần tài. Giá của nó sẽ là 60k một chiếc nhá, 60.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động nhá. Đấy, con này thì dùng nó siêu tiện luôn. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt, nó rất là tiện như vậy. Có kèm cho các bác là một cái đuôi như này. Đấy, một đuôi đèn như này các bác này. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì về nhà các bác đấu trực tiếp vào điện 220 cho em. Sau đó thì xoáy bóng vào đây. Đấy, cảm biến 24 giờ nhá. Đấy, ban ngày cũng được mà các bác để nguyên ban ngày, nguyên ban đêm hoặc cả ngày cả đêm cũng được. Và nó sẽ có là 16 giây, 32 giây và 300 giây. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là xoáy vào cái bóng nhà mình là xong. Đó, xoáy vào cái đấu điện và sau đó thì xoáy bóng vào là xong. Rất là tiện dụng luôn. Đấy, đuôi đèn cảm ứng giá thì chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá sẽ là 60.000. Đó, đây. Các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đó. Đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Bóng đèn LED tự sáng khi có người đến và tự tắt khi không có ai. Thời gian tắt có thể chỉnh ở cạnh đèn. Khoảng cách cảm biến là 3m, đồng nghĩa với việc nếu có tên trộm nào đột nhập trong phạm vi 3m sẽ nhìn thấy bóng đèn. Và đồng thời đèn sẽ sáng để trộm nhìn dễ hơn, lấy đồ dễ hơn. Đó là tình huống mà tôi nghĩ ra thôi. Chứ có chiếc đuôi đèn cảm biến chuyển động này thì chúng ta cũng đỡ phải tắt điện nhiều, tránh trường hợp quên không tắt điện. Rất là phù hợp cho những ai mà cứ ba bước chân lại quên một phần ký ức. Đi vào đèn sáng, đi ra đèn tắt coi nhá. Rất là tiện luôn. Đây các bạn. Tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cuốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, rất ok các bác nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá chỉ có 60.000 thôi. Hello, chào anh em, chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mã hàng cho em lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên thước về cho các bác cái dòng thước thước 2m nhá. Con này thì thước 2m và nó là dòng thước mềm có thể quấn được như này, rất là ngon lành này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì nó chỉ có 2m thôi. Các bác lên cho em là thước móc khóa nhá. Con này các bác có thể treo vào móc khóa này để các bác làm thợ làm nghề này. Đấy, hoặc là mình giám sát công trình công việc mà cần phải lấy mực thước nhanh thì các bác rút con này ra cho em để mình làm mực thước này. Rất là ngon lành luôn. Đấy. Lò xo cót của nó rất là tốt nhá và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là thước móc khóa giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho một con thước móc khóa như này. Đấy, lên cho em là thước móc khóa nhá. Đó. Thước móc khóa này. Thước móc khóa giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một em thước móc khóa như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, có màu vàng, màu bạc, màu màu ghi như này. Đấy thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi, màu vàng, màu bạc rồi màu đồng nhá. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Dòng thước của nó là 2m nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng đồ thước xây dựng nữa. Đó là một con thước laser nhá. Các bác lên cho em là thước laser. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu nhanh thôi. Nó sẽ là một cái dòng thước siêu tiện dụng luôn. Ở đây thì ưu điểm của nó là thứ nhất là nó sẽ có cho các bác là ba cái thước livo này. Ba thước livo như này, một cái đứng, một cái nghiêng và một cái nằm. Đấy, một cái nằm, một cái đứng, một cái nghiêng 45 độ đây. Về nhà các bác rút cho em cái phần cản pin này ra này. Và đây nó sẽ có một cái phần tia laser như này. Đấy, em sẽ dọi lên tường cho bác xem này. Đây. Đấy, tia laser của nó đây. Đây các bác này. Đấy, đây. Tia của nó đây. Tia của nó dọi rất là tốt luôn nhá. Dọi rất là tốt luôn. Đó các bác theo. Đây, tia của nó này. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình lấy góc vuông là một này. Lấy góc vuông là một này. Rồi các bác có thể lấy các cái tia đứng hoặc tia nằm rất là ok nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là hai kiểu tia nhá. Đấy, đầu tiên là tia nằm này.
hai là tia đứng này, và thứ ba là tia ba ba tia lấy góc vuông như này, đó lấy góc vuông như này, đó thì rất là ngon lành luôn. Và tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái thước 15 cm, một cái thước 15 cm như này. Đấy, một thước 15 cm bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, tiếp theo thì sẽ có cho các bác thêm một cái thước rút nữa này. Một cái thước rút như này nữa. Đấy, một cái thước rút như này rất là tiện con này. Thước rút con này thì thước rút của nó sẽ là 2,5 m nhá. 2,5 m rất là tiện luôn. Đó, thước rút 2,5 m này. Công tắc của đèn laser này và có ba cái mực livo như này. Nói chung là con này thì rất là tiện rồi. Rất là tiện dụng và rất là hợp lý. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 000 nhá, 90 000. Lên mã giúp cho em đó là thước laser, giá của nó sẽ là 90k. Đó, lên cho em là thước laser này. Thước laser, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một em thước laser như này. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái thuốc trị nấm móng chân tay nhá. Các bác lên xem là nấm móng chân tay. Đấy. Cái nấm móng chân tay này bao nhiêu đấy? Nấm chân tay này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên xem là thuốc trị nấm móng chân tay nhá. Bác nào mà chân tay bị nấm này, bị bong chốc, bị các cái dòng như là bị sùi ra đấy thì các bác sử dụng con này cho em, rất là tiện luôn. Ở đây thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy. Chuyên trị nấm móng chân tay cực kỳ hiệu quả luôn. Các móng chân, móng tay các bác bị sùi ra, nó bị nấm hoặc là bị vẩy nến, các bác bôi vào cho em rất là tiện dụng luôn. Ở đây nó sẽ là một lọ thuốc như này các bác này, một lọ thuốc nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó. Và có kèm thêm cho các bác là các cái miếng dán như này, các cái miếng dán như này các bác nhá. Đấy, thì về nhà các bác lấy cái tam bông này các bác chấm vào, sau đó thì các bác bôi vào các cái đầu ngón chân tay bị nấm này, sau đó thì mình sẽ dán bọc nó lại để cho nó khỏi vi khuẩn xâm nhập nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k. Lên mã giúp cho em là nấm móng chân tay nhá. Nấm móng chân tay. Đó. Nấm móng chân tay này, nấm móng chân tay. Chân tay giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một lọ nấm móng chân tay như này. Giá của nó sẽ là 90.000 các bác này. Nấm móng chân tay giá sẽ là 90k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi bằng pin nhá. Đấy, máy hút thổi bụi chạy pin, hàng made in Japan đây. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là hút thổi bụi nhá. Con này thì nó hút cực kỳ là khỏe luôn này các bác. Đấy, hút rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, cả một cái biển game to này mà nó hút được luôn các bác này. Đấy, hút rất là khỏe nhá. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn. Đây, made in Japan các bác này. Con này thì chạy bằng pin, có kèm các bác một cái dây sạc như này, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, và sẽ có cho các bác là hai cái đầu đây, cái hệ thống này là đầu hút này. Đầu hút thì các bác lắp vào đây cho em, sau đó thì mình lắp cái chổi lông này vào này, lắp cái chổi lông này vào để các bác sử dụng này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Đấy, lắp cái đầu chổi này vào. Thì các bác có thể sử dụng như là các cái khu vực như là bàn phím này, bàn thờ các kiểu này. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cái đầu thổi như này nhá, có cái đầu thổi như này. Thì các bác cũng có thể dùng cái đầu thổi này để các bác làm này. Đây em thổi cho bác xem này. Bơm phao, bơm bóng rồi thổi hơi các thứ này. Các bác thấy không? Đó, thổi hơi nhá. Thổi hơi rất là ngon luôn con này. Đấy. Rất ok luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, thổi hơi rất mạnh luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, siêu tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy hút thổi bụi pin nhá. Máy hút thổi bụi pin, tại vì bên shop có cả cái con chạy bằng điện nữa. Máy hút thổi bụi pin này. Đấy, máy hút thổi bụi này. Hút thổi bụi này. Đó. Hút thổi bụi và nó chạy bằng pin nhá. Đấy, chạy bằng pin, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170k nhá. 170k cho con hút thổi bụi chạy pin như này. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dàn sản phẩm đó là cái lấy cho bố cái móng hồng ở đây. Cái ví xanh thôi nhá. Đấy, cái ví xanh. Trên này, ví hồng. Đấy, các bác lên cho là ví xanh con này thì giá sẽ là 100.000 cho một con ví xanh như này. 100k cho một con ví xanh như này nhá. Đấy, 100.000 cho một con ví xanh như này. Đấy, con này thì rất là tiện dụng cho bác sử dụng luôn và có rất là nhiều chi tiết đi kèm. Đấy. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ bấm móng như này, đựng trong một cái hộp cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 cái bấm móng to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả này. Đấy, sau đó thì đến một cái kìm cắt da chết này. Và cái bộ để các bác mài gót chân này, vừa nạo vừa mài luôn. Đây, nó sẽ có cái này. Thì các bác ví dụ như là mình tắm rửa xong thì cái gót chân nó mềm thì mình nạo đi, sau đó thì mình mài sạch đi cho em. Rồi bộ lấy dái tai, rồi các kiểu con là điểu luôn, đầy đủ cho các bác các cái chi tiết như này nhá. Đấy, các bộ bấm móng trẻ em này, bấm móng người lớn đầy đủ cho các bác luôn. Một cái bộ sản phẩm chất lượng như này, rất xịn sò luôn. Cái bấm này cực kỳ chất lượng và rất là ngon luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Đấy, lên cho em là ví xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con ví xanh như này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là ví xanh này, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100k cho một con ví xanh này nhá. 100.000. Đó, ví xanh 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã khác, đó là một cái ví này thì các bác lên cho em là ví hồng nhá. Đấy, ví hồng. Con này thì nó sẽ là màu hồng như này, màu hồng như này.
Và bộ sản phẩm của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái kéo này, một cái nhíp này. Đấy, rồi có cũng có đồ sửa làm móng tay, móng chân đầy đủ các bác luôn, tất cả các chi tiết thế này. Đấy, rất là nhỏ gọn tinh tế nhá. Có cả lấy dây tai nặn mụn rồi nặn các kiểu con đà điểu luôn. Một cái bộ sản phẩm như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000, lên trên là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là khăn bếp nhá. Một bịch này của nó sẽ bao gồm là 10 chiếc. Hàng này nó sẽ là hàng lại to. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Các bác có thể dùng lau bát, lau đũa, lau bàn, lau ghế, lau bếp, lau giáp, nói chung là lau tất cả các khu vực nào mình cần phải lau chùi, dọn dẹp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là khổ thì của nó sẽ là 20 hơn 20 nhá. Đấy, 20 nhân hơn 20 một chút. Đấy, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k lên cho em là khăn bếp nhá. Đó, lên cho em là khăn bếp này. Đó, khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trong bịch này, bao gồm là 10 cái nhá. Bên em bán một bịch như này nhá. 10 cái không bán lẻ nhá, một bịch 10 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn cầm tay nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đèn cầm tay. Một con đèn cầm tay như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con đèn cầm tay này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái tấm pin sạc năng lượng mặt trời này. Cái cổng sạc vào và có báo pin luôn nhá. Đây có báo pin này. Đấy, nó sẽ là một con đèn cầu rộng như này. Đấy, tiếp theo là một con pha như này. Và tiếp theo nữa là một con đèn pha rất là rọi luôn, một con đèn pha rất là rọi như này. Đấy, rọi rất là xa lên này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Em rọi ban ngày mà nó sẽ rọi xa này các bác này. Đấy, rất là ok luôn. Đây, cái điểm sáng của nó cũng khá là lớn nhá. Điểm sáng của nó khá là lớn, khá là ok luôn. Và bên shop thì đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một con đèn cầm tay như này, có kèm một cái cáp sạc nhá. Về nhà các bác cắm cái chân sạc này cho em này. Đây có chân sạc này. Đấy, cắm chân sạc này cho em. Lên cho em là đèn cầm tay. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là đèn cầm tay nhá. Đó, đèn cầm tay này, đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn cầm tay như này, 100.000 cho con đèn cầm tay này, rất là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia keo dán giày các bác nhá. Qua lên cho em là keo dán giày. Đấy, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái lọ keo như này, Đấy, và nó sẽ có cái đầu ti như này, các bác chỉ cần là nhỏ ra này thôi. Ở đây thì nó sẽ là thuộc cái dạng là keo trắng và nó sẽ là tan dạng khô từ từ nhá, khô từ từ. Cho nên các bác dùng để dán giày, dán dép, dán các cái đồ sử dụng gia đình là cực kỳ là ok, đặc biệt là siêu dán giày nhá, keo dán giày. Giá của nó sẽ là 15k cho một típ như này nhá, 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Đấy, các bác lên cho em là keo dán giày nhá. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Con này thì rất là tiện luôn. Con này của nó thì nó chuyên dùng để dán giày dép các thứ nhá. Bên Nhật thì nó sử dụng rất là phổ thông luôn và dán rất là tốt. Đấy, hàng của Nhật thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Keo dán giày giá sẽ là 15.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bơm của thương hiệu Toyota nhá, bơm của Toyota. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá, bơm tẩu ô tô. Thì con này nó bơm bằng cắm tẩu ô tô cho nên là các bác chỉ dùng được cho ô tô thôi. Đấy, và công suất của nó thì nó là 6 cân nhá, 6 cân. Đó, thì các bác lưu ý đây. Khi các bác sử dụng thì về nhà các bác tháo cái này cho em này. Đấy, tháo cái này cho em thì cái này nó sẽ là xoáy vào ô tô này. Còn cái này nó sẽ là cái đầu tẩu để các bác cắm vào ô tô nhá. Con này chỉ dùng ô tô thôi, không dùng cho xe máy, xe đạp được đâu. Đấy, và không dùng để cắm điện lưới bình thường mà phải cắm qua tẩu ô tô cơ. Bác nào có cái tẩu ô tô mới cắm được coi nhá. Đó, thì nó sẽ gọi là bơm tẩu ô tô. Hàng này của thương hiệu Toyota này. Đấy, hàng của thương hiệu Toyota. Đấy, nó chuyên sản xuất để nó tặng cho những người mua ô tô nhá. Thì các bác bật nguồn lên cho em này, cắm tẩu vào bật nguồn lên, sau đó thì nhấn cái nút này. Nhấn cái nút này là nút cấp hơi nhá. Nút cấp hơi này nhấn vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho cái bơm tẩu ô tô này. Rất là gọn luôn. Bác nào có ô tô thì cũng phải nên có một con như này để mình để trên ô tô để khi mà đề phòng xe mình hết hơi thì các bác bơm vào cho em để mình đi đến khu vực mình bơm vá nhá. Đi đến khu vực mình bơm vá cho nó tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy. Lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Bơm tẩu ô tô giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Đó. Bơm này. Bơm tẩu này. Ô tô nhá. Cái này chỉ dùng cho ô tô thôi. Đấy. 180k nhá. Đấy, chỉ dùng cho ô tô nhá. Chỉ dùng ô tô thôi nhá. Chỉ dùng ô tô. Đó. Không dùng xe đạp xe máy ở đâu. Tại vì các bác không có cái tẩu ô tô không cắm được. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái kìm vàng đa năng nhá. Lên mã cho em là kìm vàng đa năng. Một con kìm vàng như này rất là đa di năng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, chỉ có 130.000 thôi. Hàng này thì nó sẽ là hàng Nhật và xuất sang Mỹ nhá, hàng Nhật xuất Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là kìm vàng đa năng, hàng Nhật xuất Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đây. Đấy, hàng xuất Mỹ. Lên cầm bố điện thoại anh đây. Đấy, hàng USA các bác này. Đấy, USA.
Hàng thì sẽ là hàng Nhật và xuất Mỹ nhá, 130.000. Lên cho em là kìm vàng đa năng nhá. Kìm vàng đa năng này. Kìm vàng đa năng giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một con kìm vàng như này. Lên cho em là kìm vàng giá sẽ là 130.000. Đấy, con này thì cầm điện thoại ra qua ơi. Nó sẽ là lên bàn cầm điện thoại. Nó sẽ là bấm cốt này, rồi tuốt dây này, rồi xoắn dây, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Cắt dây, cắt giếc, xoắn dây, bấm cốt đầy đủ cho bác luôn. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã cho em là kìm vàng đa năng. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái con dao vân gỗ các bác nhá. Lên cho em là dao vân gỗ. Lô này hàng về thì giá khá là tốt cho bác luôn. Đó, và hàng rất là đẹp, rất tuyệt vời. Đấy, hàng đựng trong hộp nguyên đai nguyên kiện này các bạn này. Đấy, một con dao cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật nhá. Đó, hàng này thì cũng là hàng hệ thống xanh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá, 29-30cm. Hàng thương hiệu Seiki Made in Japan. Đó, hàng dao vân gỗ siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì rất là bén quá này. Đây, em chỉ cần là test thử cho bác xem. Đấy, một cái tờ giấy bóng dai như này mà còn dọc được là các bác biết rồi nhá. Đấy, rất là bén luôn. Bình thường là những cái loại giấy bóng dai như này là rất là khó để mà dọc được rách nhá. Nhưng mà con dao nó rất là bén cho nên là dọc rất là ngon luôn con này. Đấy, dọc rách được những cái giấy bóng dai như này là các bác biết rồi. Bình thường đây, những cái dấu giấy bóng mà siêu dai như này thì không thể là dao nào cũng dọc được đâu. Đó, còn dọc giấy thì quá bình thường thôi nhá. Dọc giấy thì quá bình thường. Ở đây em sẽ test dọc giấy cho bác xem này. Đó, dao rất là bén luôn nhá. Đấy, dao rất là bén luôn. Đấy, đấy, rất là ngon này. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho một con dao thái vân gỗ như này các bạn này. Đấy, dao thái vân gỗ như này. Đấy, hàng thương hiệu Seiki Japan này. Đó, hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan này. Đó, Made in Japan. Giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng dày khoảng gần 1 ly nhá. Bo đầu bo đuôi như này. Cán gỗ nhá, rất là đẹp luôn. Thái thì siêu bén nhá. Đấy, thép của nó sẽ là thép không gỉ, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đó, lên cho em là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ. Đây, cái vân của nó màu theo kiểu vân gỗ như này. Lên cho em là dao vân gỗ, giá của nó sẽ là 130.000. Lên cho em là dao vân gỗ này. Dao vân gỗ, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một con dao vân gỗ như này. Giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là nhang đốt nhá, nhang đốt. Đấy, giá thì nó sẽ là 40.000 cho một hộp nhang đốt như này. Đấy. Lên cho em là nhang đốt này. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm là 100 vòng. 100 vòng mà giá 40.000, tức là tính ra là các bác mua, tính ra nó chỉ có mất có mấy trăm con cho một vòng như này thôi. Đấy, mấy trăm con cho một cái vòng nhang trầm như này. Và giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Một bịch này, một hộp này của nó sẽ bao gồm là 100 vòng nhá, 100 vòng, và mỗi cái vòng này của nó sẽ là 2 vòng. Đấy, tức là nó sẽ có 50 vòng đôi, 50 vòng đôi là thành là 100 vòng đơn nhá. 100 vòng đơn mà chia ra 40.000, tính ra vào chỉ có mấy trăm con cho một vòng như này thôi. Hàng thì của nó sẽ là hương trầm tự nhiên nhá. Đấy, hương trầm tự nhiên siêu thơm luôn, rất là thơm. Và dòng này của nó nén rất là chặt cho nên là khi các bác dùng nó rất là thích. Thời gian đốt của nó thì khá là lâu. Nếu các bác sử dụng trong cái môi trường mà ít gió nhá, nó có thể cháy cho các bác là từ 2 đến 3 tiếng. Còn nếu mà thời gian mà khu vực nào mà nhiều gió một chút thì nó sẽ cháy khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nhá, tùy theo cái lưu lượng gió nhá. Đấy. Và nó rất là khỏe, chạy rất là thơm. Đấy, hương rất là thơm luôn. Đấy. Lên cho em là nhang đốt nhá, nhang trầm đốt này. Đó. Nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp như này bao gồm cho các bác là 100 vòng nhá, 100 vòng luôn. Rất là nhiều, 100 vòng nhang trầm đốt mà giá chỉ có 40.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bình xịt inox nhá. Đấy, bình xịt inox như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình xịt lên các cái khu vực như là bị các khu vực các bề mặt như là nó bị ăn mòn này, bị rỉ sét này. Đấy, các bác dùng ở bên tàu biển tôi biết các thứ đấy là các bác xịt vào cho em. Đây, đấy thì khi mà xịt vào thì nó sẽ là có một cái lớp inox như này. Một cái lớp inox này nó sẽ phủ tráng đều trên bề mặt này các bác này. Đấy, nó sẽ tráng đều trên bề mặt như này. Các bác theo. Đó đây. Nó sẽ tráng đều trên bề mặt như này nhá. Đấy, tráng đều sáng bóng trên bề mặt như này thì nó giúp cho phủ trên các cái bề mặt rất tốt, nó giúp cho là chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Đặc biệt là các bác dùng các cái thiết bị hoặc là hàng rào hoặc là bờ tường nhà các bác. Đấy, các cái thiết bị sắt, đồ sắt mà đang bị rỉ sét. Đấy, hoặc là các cái đồ mà bị bong chốc thì các bác xịt vào cho em. Đó đây, nó sẽ phủ thành một lớp màng inox lớn như này, sẽ phủ lên bề mặt rất là tốt nhá. Lên cho em là chai xịt các bác nhá. Đấy, lên cho em là bình
xịt inox nhá, lên cho em là xịt inox đó. Lên cho em là sơn inox đi, đó, sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một một hộp sơn inox như này. Đấy, các bác lên cho em là sơn inox nhá. Đấy, xịt nó nhiều tên quá rồi. Lên cho em là sơn inox, giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái bình sơn inox như này, rất là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một số cái mã đồ siêu tầm nhá, đồ siêu tầm đây. Đó thì cũng rất là nhiều mã cho các bác xem và lựa chọn luôn. Đó. Thì đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái con đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là cái mã đó là thiên nga nhé, con thiên nga này, một con thiên nga rất là đẹp này. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim và mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, một con thiên nga như này rất là đẹp luôn. Kích thước của nó thì nó sẽ chiều cao vào khoảng trên 10 cm. Đấy, chiều rộng của nó cũng khoảng trên 10 cm nhá, bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, cái này các bác có thể quăng quật đánh rơi riết thoải mái luôn, không lo bị vỡ, không lo bị bong chốc sứt mẻ nhá. Và nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng, em bảo hành màu nguyên vẹn như này cho các bác trong vòng 5 năm luôn. Đấy, bảo hành cho các bác trong vòng 5 năm luôn, các bác có sử dụng liên tục trong vòng 5 năm, màu sắc vẫn nguyên như này, không hề thay đổi luôn. Đó, lên cho em đó là thiên nga nhá. Đấy, lên cho em là gà tàn thiên nga, con thiên nga. Giá của nó thì sẽ là 190.000 cho con gà tàn thiên nga như này. Đấy, lên cho em là gà tàn thiên nga này. Đấy, gà tàn thiên nga giá của nó sẽ là, lên cho em là gà tàn thiên nga nhá. Đấy, cái sơn inox em vừa xịt nó khô luôn này. Thiên nga giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con gà tàn thiên nga như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp tăm nhá. Đấy, cái hũ tăm. Các bác lên cho em là hũ tăm đồng nhá, tại vì em có cả cái hũ tăm bằng nhựa nữa. Thì lên cho em là hũ tăm đồng. Hũ tăm đồng này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000. Đây nó mang vào rồi. Mang vào rồi. 95.000 nhá. Đây này. 95.000 cho một cái thùng 95.000 cho một cái hũ tăm bằng đồng như này nhá. Đấy, chất liệu của nó là hợp kim mạ đồng. Nhưng mà thôi em cứ lên là hũ tăm đồng để khi mà các bác đặt hàng cho nó dễ. Đấy thì các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây nhá. Bỏ tăm vào đây cho em này. Đấy, ấn vào mở ra này. Rất là đẹp luôn. Lên cho em hũ tăm đồng nhá, rất là đẹp. Con này thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 95.000. 95.000 cho một cái hũ tăm bằng đồng như này. Hàng của nó sẽ là hình hoa cá chép rất là đẹp luôn. Đó, lên mã cho em là hũ tăm đồng nhá. Tuyệt vời ông mặt trời luôn các bạn. Đấy, hũ tăm đồng, giá của nó sẽ là 90.000. Đó, 90k cho cái hũ tăm đồng này. Hũ tăm đồng nhá. Đấy, lên cho em là tăm đồng này. Đó, tăm đồng. Tăm đồng giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái tăm đồng như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái khay giấy các bác này. Đấy, khay giấy bằng đồng đây. Đấy. Một cái khay giấy bằng đồng rất là chất lượng như này các bác này. Đấy, một khay giấy bằng đồng chất lượng như này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200 khay giấy này bao nhiêu nhỉ? Chưa. Lên cho em là khay giấy các bác nhá, khay giấy rất là đẹp luôn. Đó, cũng bằng hợp kim mạ đồng như này. Đấy, chiều dài của nó lên cho em là khay giấy nhá. Đó, khay giấy này. Giá của nó sẽ là 230k nhá, 230k. Đó, và đây thì nó sẽ có cho các bác là chiều dài thì vào khoảng là 25 nhân với lại 13 nhá. 25 nhân với 13 cm. Đó, 25 nhân 13 cm. Giá là 230.000. Một con khay giấy bằng đồng này, rất chất lượng các bác luôn. Hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn và chất lượng nhá. Và giá rất hợp lý cho bác luôn. Có nam châm hít này, hoa văn hoa lá cành cực kỳ đẹp luôn. Chiều cao thì khoảng 7-8 cm. Chiều ngang của nó thì vào khoảng là 13 cm và chiều dài thì khoảng là 23 đến 25 cm. Rất đẹp dày dẫn chắc chắn cho bác luôn và giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là khay giấy nhá, khay giấy giá thì sẽ là 230.000. Đó. 230k trong cái khay giấy như này. Rồi ok. Ẩm led pháo hoa bên shop lại cập nhật để gửi tới các bác nhá. Đó. Rất là kinh điển luôn các bác nhá. Một cái siêu phẩm rất là kinh điển để gửi tới các bác luôn. Đó, đây. Chế độ nháy rất là nhiều luôn các bác nhá. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Bùm. Đấy các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Rất nhiều chế độ với nhiều biểu màu khác nhau nhá, nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, em đang điều chỉnh cho các bác xem đây. Đấy, tay em đang bấm điều khiển để điều chỉnh nhá. Đó, rất là nhiều chế độ các bác nhá. Đó. Nháy ra nháy vào này, thu ra thu vào này. Rất nhiều chế độ luôn. Đó. Con này dùng thì cực kỳ là đã các bác nhá. Đó, rất là đã luôn. Đấy. Rất nhiều chế độ với nhiều cái kiểu nháy khác nhau. Đó, em đang Hello chào bác nhá. Hôm nay thì phỏng vấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm rất là hot trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái LED pháo hoa nhé. Các bác lên cho em là nháy pháo hoa đi, nháy pháo hoa tại vì nó có nhiều chữ LED rồi. Lên cho em là nháy pháo hoa nhé. Đấy, nháy pháo hoa này. Đó, giá thì năm nay về giá rất là tốt cho bác luôn. Năm ngoái bên em bán là 250.000, năm nay 250k nhé. Về cho bác giá chỉ còn là 180k thôi. 180k cho một bộ là nháy pháo hoa như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần như này để về các bác cắm này. Đấy. Cái này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em nhé. Đó, và một cái lõi này. Một cái lõi thì các bác cắm đúng phần tia cho em. Đó, và một bộ điều khiển nhé. Đấy. Sản phẩm sẽ combo 3 món như này nhá. Về nhà các bác cắm vào cái ổ USB ổ cắm điện thoại nhà mình nhá. Đó. Đây em sẽ cắm kết nối cho bác xem luôn. Nó sẽ có một cái phần dây như này. Đấy, thì nó sẽ rất là dễ sử dụng thôi. Đấy. Bỏ cho anh cái kéo ở đây nè. Đấy, thì các bác cứ cắm cho em từng cái một nhá. Đầu tiên là các bác cắm cái này vào cổng USB này. Đấy, cắm cái này vào cổng USB cho em. Đó. Cắm cái này vào cái cổng USB các bác nhá. Đó. Thì đây, các bác cắm vào cái cổng USB cho em. Đó. Khi mà mình các bác cắm ở ổ USB là nó sẽ lên như này nhá. Nó sẽ lên nháy như này các bác này. Bật cái quạt. Đấy, nó sẽ lên như này các bác này. Đấy, các bác lưu ý là cắm cái USB, cắm cái ổ điện vào, cắm cái đầu USB này vào cái ổ chân cắm sạc nhá để cho nó lên nhá. Đấy, khi đã lên rồi thì các bác bắt đầu là mình lấy kéo mình cắt cái này ra cho em này. Cái này nó là dạng là LED nháy và nó dán nhá. Thì khi các bác kết nối ấy, thì đầu tiên là các bác cắm cho em là khi mà nó vào cái phần này là nó là cái phần cái đuôi nhá. Cái phần đuôi thì các bác cắm đúng vào cho em vào cái rắc của con ấy này, con cái chân màu vàng này. Đây, cắm đúng vào cái chân màu vàng này cho em. Đó. Cắm cái chân màu vàng này cho em nhá. Đấy. Nó sẽ có là cái chân màu vàng như này. Thì các bác cắm vào thì cái này nhiều khi nó dán nó sẽ bị lệch. Thì các bác kết nối cho em thì nó chỉ có một trong hai cái chân này thôi. Thì nó sẽ có là một trong hai chân. Thì các bác cứ kết nối làm sao cho nó ăn vào là được. Sau đó thì các bác tiếp tục bóc ra nhá. Nó sẽ có các cánh như này. Và các bác cứ cắm nối tiếp vào cho em. Cắm nối tiếp vào cho em như này. Đấy, ví dụ cắm mà cánh này nó lên là ok. Vậy như này là lên rồi các bác nhá. Đấy, như này sẽ là lên rồi các bác này. Đó, thì ví dụ như cái này nó sẽ là lên như này này. Đấy, thì sau đó các bác là cứ tiếp tục là mình cắt tiếp ra nhá. Đấy, cắt tiếp ra cho em. Đấy. Thì đây nó sẽ có là các cái phần như này để các bác bóc ra để mình dán lên tường mà. Đó, sau đó thì mình cắt ra, mình lại cắm tiếp vào cho em. Cứ cắm lần lượt như này. Cắm bao giờ đến hết các cánh thì thôi nhá. Đấy, cắm lần lượt như này. Cắm đúng đầu đúng rác cho em. Bao giờ hết cánh thì thôi. Đấy các bác thấy không? Đó. Và cứ bóc ra. Đấy, các bác cứ bóc ra như này. Bóc ra này mình cắt ra mình dán vào cho em. Cắt ra mình cắm vào cho nó lên nhá. Cắm vào cho nó lên. Đó, cắm hết lượt được chưa? Đấy, đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy, cái video này em sẽ giới thiệu rất là chi tiết nhá. Các bác cứ cắm hết lượt này cho em. Cho cái cánh này nó lên này. Sau đó thì các bác có thể là dán trực tiếp lên tường này, lên phòng ngủ, khách sạn này, nhà hàng để các bác để co trang trí nhá. Đó. Đấy, tí nữa em sẽ dán lên cho các bác xem nhá. Đấy, tí nữa em sẽ bóc xem là xong là em sẽ dán lên cho các bác xem. Sau đó thì em sẽ điều khiển các cái chế độ cho các bác xem nhá. Đó. Điều khiển các cái chế độ cho các bác xem. Con này thì nó sẽ có các cái cánh như này. Các bác cứ cắt ra nhá. Nó sẽ có phần băng dính để mình dán được luôn. Đấy, nháy rất là đẹp luôn các bác này. Đó. Giá thì một cái bộ LED pháo hoa như này sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho cái bộ LED pháo hoa như này. Đó. Bộ này thì đỉnh cao luôn, rất là đẹp. Đó, và nó sẽ có các cái cánh như này. Đấy, đây em sẽ cắt ra sau đó thì em sẽ dán lên cho các bác xem. Đó. Nó sẽ có từng phần này nhá. Cái dây của nó là dây dính này của nó sẽ là hết vòng. Thì các bác về các bác cứ cắt ra hết lượt là xong. Đó. Cắt ra cho em. Đó. Cắt hết lượt ra cho em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 180.000 cho một bộ LED pháo hoa như này thôi. Đấy. 180.000 các bác nhá. Đó. Nó sẽ có miếng dán như này về nhà các bác dán lên tường cho em là ok luôn. Đó. Các bác cứ cắm lần lượt vào như này cho nó lên hết. Đấy, cho nó lên hết lượt đi. Sau đó thì mình bóc ra mình dán lên tường cho em là ok nhá. Đấy, của nó thì nó sẽ đủ cánh cho anh em cho nên là anh em cứ yên tâm. Đó. Đủ cánh cho anh em luôn, cho các bác luôn. Đó. Rồi. Sau đó thì nó sẽ khi mà đã lên hết như này rồi nhá thì các bác có thể dùng điều khiển để mình điều chỉnh nha. Đây. Đấy, điều khiển thì khi các bác điều khiển thì các bác cắm vào cái ổ USB này cho em nhá. Cắm vào cái chân điều khiển vào cái ổ USB này nhá. Đấy, tắt đi này, bật lên này, chế độ nháy ra nháy vào này. Các chế độ nháy các kiểu con này điều luôn nhá. Nó rất là ngon luôn. Đấy, các màu như này này. Đó, bây giờ em sẽ dán lên tường cho các bác xem nhá. Đây các bác nhá. Đấy, khi mà mình bật lên là nó sẽ như này các bác này. Đấy.
Và cái điều khiển này thì nó sẽ điều chỉnh được các chế độ nhấp nháy khác nhau nhá. Đấy. Em sẽ điều chỉnh hết các chế độ cho bác xem này. Đó, các bác thấy không? Rất chất lượng luôn nhá. Đó. Đây thì em chỉnh cái chân quay cho nó cố định để cho các bác ngắm nghía cho nó đẹp. Đó, đây. Đấy, rất là tuyệt vời các bác nhá. Đó, và có thể điều chỉnh các chế độ này. Đấy. Các bác thấy không? Rất nhiều chế độ điều chỉnh cho các bác xem luôn. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đó, đây từng chế độ một luôn. Chế độ này là chế độ auto này. Đó, auto là nó sẽ tự đổi màu này các bác này. Đấy, chế độ auto này. Đó, chế độ auto này. Tiếp theo thì đến chế độ bắn liên hồi này. Đó. Đấy, cái này là bắn lên nhá. Đấy, cái này là bắn xuống này. Đó các bác thấy không? Đây. Cái này là bắn tung tóe này. Đấy. Đấy, cái này thì lại nháy theo kiểu là theo nhịp này. Đấy, rồi bắn liên tục các bác này. Đó. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau nhá. Đó, các bác thấy không? Đây. Rất nhiều chế độ luôn các bác này. Đó. Nháy ra, nháy vào nhá, rất nhiều chế độ luôn. Con này thì cực kỳ là hit hot luôn nhá. Năm ngoái bên shop bán rất là nhiều các bác nhá. Đó. Nó rất là nhiều cái kiểu nháy, chế độ nháy khác nhau. Đó. Đây là em đang điều khiển bằng cái điều khiển từ xa nhá. Đó đây. Con điều khiển từ xa này các bác này. Đó, em đang bấm điều khiển từ xa để em điều chỉnh đấy. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ nháy luôn. Đấy. Đây. Đấy, nháy thu vào này, nháy thu ra này. Đó, rất là nhiều chế độ nha các bác nhá. Đó. Đây. Đảo màu các kiểu con là điều luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, nháy vào, nháy ra này, bắn tứ lung tung luôn các bác. Đẹp chưa? Đó. Rất chất lượng các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Đó. Nháy liên hồi luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đó, đây. Ui giời. Tung tóe luôn các bác này. Đó. Bùm. Đấy. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất nhiều chế độ khác nhau để cho các bác tùy chỉnh lựa chọn các bác nhá. Đó, nháy ra, nháy vào này. Bắn lên, bắn xuống này. Ấy, coi theo. Rất đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Rồi ok.